toàn bộ trách nhiệm sẽ đổ lên đầu ngươi, sợ rằng các ngươi sẽ không nhúng tay vào lợi nhuận bán rượu được nữa. Nghiêu hữu đạo nói, chính là như vậy. Huynh nghĩ xem, bây giờ ngay cả thiên ngọc môn cũng không chịu nhúng tay, ta mạo hiểm ở đây làm gì? Ai dám cam đoan chuyện chiến mã nhất định thành công, ngay cả chỗ tốt dành cho ta, thiên ngọc môn cũng đã chuẩn bị cắt đứt, ta ở đây tiếp tục mạo hiểm, chỉ khi nào đầu óc ta có bệnh mới làm như vậy. Nghĩ đến nghĩ lui, hồng nương có tình có nghĩa, Ta cần chi phải liều mình vào chuyện không đáng tin cậy chứ. Nhị ca yên tâm đi, chờ sau khi hồng nương giao lại việc coi ngó sản nghiệp cho ta, ta sẽ trả lại huynh 50 vạn kim tệ. Tạm thời bây giờ xem như ta thiếu huynh." Lệnh Hồ Thu im lặng, cố gắng nén giận, "Chuyện ngụy trừ ta cũng đã chuẩn bị xong cho ngươi, hai tỷ nữ của ta cũng bị ngươi dụ dỗ, bây giờ ngươi lại nói không chơi nữa." Ông ta không thể bỏ mặc được, không nói ông ta nuốt không trôi cục tức này, mà ông ta còn không thể bàn giao lại với bên trên. "Lão tam, đây không phải là chuyện tiền bạc tuy ta không có nhiều tiền nhưng ta có thể nghĩ ra cách để lấy lại số tiền này ngươi không cần lo lắng tiền nong làm gì ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp nhị ca như vậy làm sao được huynh không cần lãng phí một nửa số tiền kia lão tam ngươi nghe ta nói mặc kệ trước đó mọi người có suy nghĩ như thế nào trước khi kết bái nhưng dù sao chúng ta cũng là huynh đệ cùng chiến tuyến huống chi người trong thiên hạ đều biết ta và ngươi kết bái huynh đệ với nhau nếu như ngươi gặp phiền phức mà ta lại bỏ mặc, sau này ta làm sao mà nhìn người khác? Nói thẳng ra, bởi vì 500 vạn kim tệ mà làm hỏng danh dự, về sau ta dựa vào đâu để buôn bán nữa chứ? Điều này hồng nương là rõ nhất, chúng ta làm nghề này, cái dựa vào chính là chữ tín. Ngươi hiểu ý ta chứ? Ta hiểu ý của nhị ca. Nhị ca tuyệt không hy vọng nhìn thấy ta xảy ra chuyện. Cho nên ngươi hãy nghe cho kỹ, những gì ta nói đều là muốn tốt cho ngươi. Ngươi có nghĩ tới không? ngươi đắc tội kim vương trốn ở kinh thành bây giờ y không động vào ngươi nhưng sau này thì sao y muốn gây rắc rối cho ngươi chắc chắn sẽ có lúc nắm chặt bím tóc của ngươi ở đây là địa bàn của y y nhất định sẽ tìm cơ hội thu thập ngươi có bộ tầm ở đây ít nhiều y cũng sẽ có chút kiêng kỵ ta không biết suốt cuộc ngươi và bộ tầm có quan hệ gì nhưng bộ tầm có thể bảo vệ cho ngươi được bao lâu bộ tầm cũng đã lớn tuổi còn có thể sống được nhiều năm nữa trừ phi ông ta đột phá đến nguyên anh cảnh nhưng ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Hơn nữa, Kim Vương là trưởng hoàng tử, nếu chẳng may y kế thừa hoàng vị, bộ tầm cũng chẳng bảo vệ được ngươi. Lão đệ, ngươi là người thông minh, đừng chỉ nhìn cái trước mắt mà không nhìn cái lâu dài. Nhị ca, nếu chuyện chiến mã không giải quyết xong, ta trở về quận Thanh Sơn cũng không còn ý nghĩa. Chương 503, phát chày ra nước. Lão Tam, ngươi yên tâm đi, ta đã nói, ta sẽ không bỏ mặc ngươi gặp phiền phức. Thiên Ngọc Môn không chịu suốt lực thì còn có ta. Bành Hưu tại còn phải cầu ta nữa mà, ta nhất định sẽ vận dụng tất cả các mối quan hệ giúp ngươi giải quyết việc này. Nhị ca, huynh nắm chắc được bao nhiêu phần trăm trước giải quyết chuyện Ngụy trừ đã? Sau khi rời khỏi Tề Kinh, ngươi lập tức quay về quận Thanh Sơn để đảm bảo an toàn, chuyện còn lại cứ giao hết cho ta. Thật hay giả vậy, vậy tại sao khi ta cầu xin huynh giúp một tay ở quận Thanh Sơn, huynh lại từ chối? Trước khác nay khác, khi đó người trong thiên hạ còn chưa biết chúng ta là huynh đệ kết bái với nhau ta có đáng phải làm như vậy không nhị ca huynh đủ âm hiểm nhỉ đừng nói nhảm nữa nếu ngươi còn xem ta là nhị ca lúc này hãy nghe theo sự sắp xếp của ta nhị ca huynh đã nói như thế ta còn có thể nói cái gì được nữa được thôi tốt như vậy mới là huynh đệ tốt của ta chứ việc này cứ quyết định như vậy đi lệnh hồ thu vui vẻ vỗ vai nhiều hữu đạo kề sát lại nói lão tam ngươi nói thật đi có phải ngươi đã ngủ với hồng tụ hồng phất rồi không thật ra ông ta rất để ý việc này, bây giờ là lúc để thăm dò. Nghiêu hữu đạo vội xua tay, không có, không có, thật sự không có chuyện này đâu. Lệnh hồ thu nói, người yên tâm đi, ta không có ý gì khác. Nếu như người đắc thủ, ta sẽ làm chuyện tốt đến cùng, tặng hai người đó cho ngươi. Làm sao có chuyện nghiêu hữu đạo để cho hai người đó ở bên cạnh mình chứ, muốn chết thì còn tạm được, tất nhiên liên tục phủ nhận, nhị ca, huynh nói như vậy, nếu ta thật sự làm, ta sẽ thuận nước đẩy thuyền nhận hai người đó nhưng nhị ca quá tốt với ta nếu ta nói hưu nói vượn thì không khỏi quá đáng ta thật sự không có ngủ với hai người đó chỉ là chiếm chút lợi lộc bằng tay mà thôi đương nhiên ta cũng không phải chính nhân quân tử nếu hồng nương đến chậm một chút có khả năng ván đã đóng thuyền ta tuyên bố trước không phải ta chủ động làm loạn mà là bọn họ chủ động bọn họ nhờ ta giúp đỡ nói huynh đã đồng ý trả lại tự do cho bọn họ nhưng đến giờ vẫn không thực hiện hắn thuật lại tình huống một cách giản lược hai con tiện nhân này, lòng dạ sâu kín nhỉ, thiếu chút nữa làm ta nghĩ xấu cho huynh đệ của mình. Ngươi chờ ta tìm cơ hội thích hợp, ta sẽ xử lý việc này. Lệnh Hồ Thu nói, khi hai người quay lại chỗ Quản Phương Nghi, Nghiêu Hiếu Đạo vì lệnh Hồ Thu mà cầu tình nhưng Quản Phương Nghi vẫn không đồng ý, hai con tiện nhân kia còn không biết mất mặt, lại còn dám mắng ta. Trong nhà của ta làm sao có thể dung loại người đó chứ? Tóm lại, Quản Phương Nghi chết sống cũng không để cho Hồng Tụ, Hồng Phất trở lại phù phương viên. Sau khi lệnh hồ thu rời đi, quản phương nghi tiếp tục đong đưa cây quạt tròn, hỏi có tiết kiệm được tiền thuê không? Nghiêu hữu đạo gật đầu có, ông ta nói ông ta sẽ chi trả 100 vạn, chuyện chiến mà ông ta cũng ôm luôn. Quản phương nghi xì một tiếng, quỷ ma, bọn họ muốn ra tay với ai còn cần trả tiền thuê sao? Ta đoán không sai mà, ông ta nói ra số tiền chắc chắn không chỉ 100 vạn, bị ngươi chọc một đao, vội vàng hạ giá xuống. Nhưng ngươi cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì, đã bắt người ta làm việc, lại còn vắt chảy ra nước. Lệnh hồ thu cũng không rời khỏi phù phương viên. Sau khi biết được phong ân thái đã quay lại, ông ta đến tìm phong ân thái hỏi thăm vài câu, thuận tiện quanh có chứng thực lời nói của Ngưu Hữu Đạo. Khi biết được đúng như lời Ngưu Hữu Đạo đã nói, Thiên Ngọc Môn đã đem toàn bộ mọi chuyện ném cho Ngưu Hữu Đạo, ông ta mới mang gương mặt căng thẳng của mình rời đi. Anh Vương Phủ, trong một thư phòng đơn giản, anh Vương Hạo Trân đang ngồi sau án thư, hai tay lồng vào trong tay áo, biểu hiện rất nhàn nhã hắn ta không có khí chất quân lâm thiên hạ như cha hảo vân đồ không có thịnh khí như đại ca hảo khải cũng không có khí khái hào hùng như nhị ca hảo hồng nhìn hắn ta giống như một ông cụ non hoặc một công tử ăn no mặc ấm chẳng có tinh thần phấn chấn gì cả trên thư án đặt một tờ giấy chính là lá thư mà ngưu hữu đạo đã viết cho hắn ta chỉ mấy câu ngắn ngủi nhưng lại làm cho hắn ta phải ngẫm thật lâu có ba người đang đứng đối diện án thư xa bất trì của đại khâu môn tạ long phi của huyền binh tông cao tiệm hậu của thiên hỏa giáo là ba người của ba phái phụ trách an toàn cho hạo chân một bên khác là thái giám tổng quản vương phủ mộc cửu gương mặt lúc nào cũng treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt lưng hơi còng xuống giỏi cho một giang sơn như thử đa kiều khiến cho vô số anh hùng phải khom lưng rốt cuộc hắn có ý chí như thế nào mới viết ra được mấy chữ này hạo chân cảm thán một câu nhìn những người đằng trước các người nghĩ gì về bức thư này xa bất chỉ đáp hướng gió thay đổi vị trí thay đổi Tạ Long Phi nói, giống như đang uy hiếp. Cao Tiệm Hậu nói, được làm vua thua làm giặc phụ thuộc vào một suy nghĩ của vương gia, chẳng khác nào đang phát tối hậu thư cho ngài. Hạo chân hỏi, các người cảm thấy bổn vương có nên gặp hắn không? Sa bất chỉ đáp, người này quá cản rỡ, thần cũng có biết về hắn. Khi còn ở băng tuyết các, hắn bị trưởng quỹ khách sạn thải hồng sở an lâu làm mất mặt, đoán chừng hắn đang cáo mượn oai hùng, mượn chuyện bị băng tuyết các dạy dỗ mà cho người ta thấy hắn đang cố làm ra vẻ có quen biết với bên đó. Vương gia hãy kiên định với sách lược của mình, đừng để ý đến hắn. Hắn chẳng làm gì được vương gia đâu. Nếu hắn có can đảm quá phận, tự có ba người chúng thần thu thập hắn. Nơi này còn chưa đến phiên hắn tỏ ra uy phong. Hạo chân nói: giết yến sử tống long, giết trác siêu, đánh bại côn lâm, chấn nhiếp đạo trích phi bộc đài, đấu giá hồ thiên kính, những chuyện này nên giải thích như thế nào? Theo bổn vương thấy người này thật sự có chút bản lĩnh. Sa bất trì hỏi: thế vương gia muốn gặp hắn? bổn vương cũng đang do dự hạo chân thở dài quay sang một bên hỏi mộc cửu người cảm thấy thế nào mộc cửu hạ thấp người vương ra tự có quyết đoán hạo chân nói ở đây đều là người một nhà có cái gì thì nói cái đó ngươi hãy nói ra để mọi người nghe qua rồi cùng nhau suy nghĩ vâng mộc cửu một lần nữa khom lưng sau đó nói một câu đại tổng quản bộ tầm đã đích thân đến nhà bái phỏng hắn hạo chân nói đây chính là điểm khiến bổn vương khó xử Ta không biết quan hệ giữa hắn với phụ hoàng là như thế nào, cũng không biết hắn gặp bổn vương là có ý đồ gì. Nếu không, bổn vương cũng không cần để ý đến hắn. Một cửu nói tiếp, gần đây, lão nô đã cẩn thận lưu ý chuyện quá khứ của Ngưu Hữu Đạo. Người ta nói, khi hắn còn niên thiếu, hắn đã bị Thượng Thanh Tông giam lỏng mất 5 năm. Sau khi rời khỏi Thượng Thanh Tông, hắn bị đệ tử của Thượng Thanh Tông chặn giết, nhưng đã bị hắn giết chết. Chẳng lẽ khi Thượng Thanh Tông giam lỏng hắn, còn không giết được hắn sao? vì sao phải đợi hắn rời khỏi Thượng Thanh Tông mới ra tay. Điều này nói rõ người này cực kỳ có tính nhẫn nại, không cho Thượng Thanh Tông có cơ hội hạ thủ mình khi còn ở Tông Môn. Trong buổi đấu giá ở Hồ Thiên Kính, Côn Lâm liên tục bức bách hắn. Hắn vẫn chịu nhục trước mặt mọi người, cũng có thể nói là im hơi lặng tiếng, tỏ ra thấp kém, chủ động nhận thua, còn làm bộ bị đánh bại. Cho đến khi bị Côn Lâm bước đến không còn đường lui, hắn mới trải tốt đường lui cho mình, quả quyết ra tay hạ sát. Nếu không nhờ người khác ngăn cản, Côn Lâm chắc đã không còn mạng. Việc này cũng chẳng khác gì chuyện ở Thượng Thanh Tông, ngay từ đầu hắn vẫn luôn nhẫn nại, một khi hắn không thể lui được nữa, hắn sẽ ra tay không chút lưu tình. Bởi vậy, có thể thấy được, người này chẳng những có thể nhẫn nại, mà còn là hạng người mãnh hổ. Chương 504, bế quan 10 năm, Thượng Thanh Tông đối nghịch với hắn, bây giờ sống có tốt không? Côn Lâm làm khó hắn, kết quả của y bây giờ là gì? Yến Sử Tống Long làm khó dễ hắn ở nước Yến, lập tức mất mạng trong tay hắn ở Kim Châu. Nước Yến vận dụng rất nhiều tai mắt ẩn núp ở các nước cũng không tiêu diệt được hắn, ngược lại còn khiến quốc gia trọng thương. Về sau, đinh ý tống cửu minh của nước Yến còn ngầm bị chuất xuống đài. Bây giờ tống gia ở đâu? Đã bị diệt môn, nước Yến tức giận, nhưng có làm gì được hắn? Băng Tuyết các gây ra mưa gió, nhưng có tổn thương được hắn chút nào không? Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Thú Sơn vốn phụ thuộc tống gia, bây giờ quay ngược lại bảo vệ hắn, điều này có kỳ lạ không? Chắc siêu của vô biên các ngăn cản hắn, bây giờ hài cốt cũng không còn. Khi hắn đến tề kinh, đạo trích khiêu khích, ba nhân mạng ở phi bộc đài đủ để chấn nhiếp. Bệ hạ ra tay làm khó dễ, nhưng cũng chẳng tổn hại được hắn, về sau đại tổng quản bộ tầm còn phải tìm đến nhà bái phòng hắn, lại còn có Ngọc Vương Phi. Hồng Nương phong hoa tuyết nguyệt tề kinh nhiều năm, nhưng cuối cùng mới quen đã thân với hắn, chậu vàng rửa tay. Đủ chuyện xảy ra, Lão nô thấy người này rất có thủ đoạn, bản lính hô mưa gọi gió, thấy núi mở núi, gặp nước lấp cầu, là người không từ thủ đoạn, không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Bây giờ hắn để mắt đến vương gia, vương gia nhiều lần từ chối gặp mặt, hắn vẫn dây dưa không thả. Vương gia cảm thấy, nếu ngài không gặp hắn, hắn sẽ buông tay sao? Cửu mục phân tích, tất cả mọi người trong thư phòng đều im lặng. Hạo Chân lên tiếng đầu tiên, các người thấy thế nào? Tạ Long Phi đáp, nghe tổng quản phân tích như vậy, nếu vương gia có thể kết giao với hắn, chưa chắc đã là chuyện xấu. Sa bất chỉ nói, kết giao cũng phải nhìn xem nó có ích hay không có ích. Chúng ta không ngại gặp hắn một lần, xem hắn muốn làm gì. Nếu không hợp ý, vương gia cũng không cần dùng sức mạnh với hắn. Minh thường dễ tránh, ám tiến khó phòng, cứ trực tiếp tâu lên bệ hạ, nói thẳng với bệ hạ. Có chuyện gì, tự có người ở trên giải quyết. Một cửu khen, sa tiên sinh nói rất có lý. Hạo chân quét mắt nhìn cao tiệm hậu vẫn đang im lặng, mỉm cười hỏi, bây giờ côn lâm của quý phái như thế nào rồi? Y vốn tâm cao khí ngạo, nhưng sau khi bị nghiêu hữu đạo chơi cho một vố, ngạo khí xem như không còn. Thần có trở về thăm một lần, cơ thể không có việc gì, nhưng sau cái lần đấu giá đó, y một câu cũng không nói, bước vào trạng thái cực đoan. Đối với người có tính cách cực đoan, về sau còn không biết y sẽ làm ra chuyện gì nữa. Cao tiệm hậu thở dài, cũng hiểu ý hạo chân, hắn ta không phải thật sự quan tâm đến côn lâm, mà là quan tâm đến thái độ của y. Ông ta nói tiếp, vương gia không cần quan tâm đến suy nghĩ của thần. Chuyện của sư môn là chuyện của sư môn, chuyện vương gia là chuyện của vương gia. Vương gia muốn làm gì, ngài cứ việc buông tay mà làm. Thần có thể đứng trong thư phòng này, vương gia đã biết được tâm ý của thần. Hạo chân khẽ gật đầu, rút tay ra khỏi ống tay áo, cầm tờ giấy trên bàn, giang sơn như thử đa kiều, khiến vô số anh hùng phải khom lưng. Bổn vương cũng muốn nhìn xem hắn tìm bổn vương có chuyện gì. Một cửu, người đi sắp xếp việc này đi đã có ý gặp anh vương phủ và phù phương viên nhanh chóng liên lạc với nhau ý của anh vương phủ muốn đường đường chính chính gặp mặt nhưng như hữu đạo không chịu không muốn công khai cho người ta biết chỉ muốn gặp riêng hạo chân mà thôi vì thế bên phía anh vương phủ lại càng tỏ ra nghi ngờ khiến cả hai bên tốn thêm nhiều nước bọt trên núi cao cây xanh dâm mát hỏa phượng hoàng mang hộp cơm lên núi nàng ta bước vào gian phòng trong rừng tiểu trúc nhưng không thấy ai trong phòng hỏa phượng hoàng kinh ngạc từ trước đến nay sư huynh vẫn luôn dưỡng thương ở đây cho dù sau khi khỏi bệnh huynh ấy cũng không ra ngoài nửa bước tại sao bây giờ lại không thấy người nàng ta buông hộp cơm xuống tìm kiếm trong phòng một lần nhưng vẫn không thấy ai đành phải ra ngoài tìm người vừa bước ra nàng ta nhìn thấy một thanh niên bay đến thấy nàng người kia lên tiếng sư tỷ côn sư huynh đã xảy ra chuyện sắc mặt hỏa phượng hoàng trở nên trắng bệch run giọng hỏi sư huynh thế nào người thanh niên trả lời sư huynh đến cấm địa bế quan rồi hỏa phượng hoàng giật mình chợt thở ra thì ra là huynh ấy đến cấm địa nàng ta còn tưởng rằng sư huynh nghĩ quẩn đi tìm cái chết chứ nàng ta không nói hai lời nhanh chóng bay thẳng đến cấm địa sau núi hai người một trước một sau bước vào cấm địa phát hiện sư phụ bàng trác và sư bá canh giữ cấm địa điền nhân đang cãi nhau đến đỏ mặt tía tai chỉ trích đối phương thất trách sư phụ chuyện gì vậy hỏa phượng hoàng bước lên hỏi thăm thấy nàng ta bước đến, cả hai người lập tức im bặt. Vân Thường, sư huynh hồ đồ của con đã tiến vào động vô quang rồi. Bàng chắc đau lòng nói, hỏa phượng hoàng đưa mắt nhìn cửa hang tối đen như mực, tảng đá lởm chởm đằng trước. Nàng ta biết tiến vào bên trong động vô quang có ý vị như thế nào. Động vô quang là cấm địa bế quan của thiên hỏa giáo. Bế quan nơi đây không giống như mấy loại bế quan khác. Tiến vào động vô quang không phải trò đùa, mà là làm thật. Một khi tiến vào, ít nhất phải ở 3 năm, trong 3 năm này, người bế quan không được tự tiện có bất kỳ tiếp xúc nào đối với bên ngoài. Bên trong lại tối tăm, hoàn toàn không có ánh mặt trời. Mặc kệ người bế quan thật hay bế quan giả, mặc kệ người có tu luyện được thành tựu gì hay không, ở cái nơi không có ánh sáng mặt trời những 3 năm trời, không phải người bình thường nào cũng có thể chịu được. Bên trong không có ai trò chuyện, cảm giác như thế nào là có thể nghĩ. Nhưng nói đi thì cũng nói lại chỉ cần ngươi có thể ở cái nơi tối tăm không có ánh mặt trời kia ba năm, đệ tử có nghị lực lớn như vậy, thiên hỏa giáo sẽ toàn lực ủng hộ, ngươi cứ yên tâm mà tu luyện. Tất cả tài nguyên tu luyện, bao gồm ăn uống, thiên hỏa giáo sẽ cung cấp cho ngươi. Bên ngoài cấm địa sẽ có người bảo vệ, không cho ai quấy rầy ngươi tu luyện. Sắc mặt hỏa phượng hoàng có chút thay đổi, còn chưa đến nửa năm nữa, hôn sự giữa nàng ta và sư huynh sẽ diễn ra. Dựa theo môn quy, một khi tiến vào, ít nhất phải ở ba năm, như vậy hôn sự của nàng ta sẽ bị trì hoãn. Nàng ta cười gượng, không sao, với tâm trạng của sư huynh hiện giờ, tiến vào động vô quang để bình tĩnh lại cũng không phải không tốt. Tên xúc sinh kia nói, khi nó bế quan, nó muốn cắt đứt hết mọi tục nghiệp, không muốn làm trễ nãi con. Bàng chắc lấy ra một phong thư, vừa phẫn nộ vừa không đành lòng nhìn hỏa phượng hoàng con xem trước cái này đi. Hỏa phượng hoàng ngẩn người, vội cầm bức thư nhanh chóng mở ra xem. Sau khi xem xong, sắc mặt nàng ta thay đổi kêu lên thất thanh, 10 năm. Thư là Lâm Côn viết cho nàng ta, nói muốn cắt đứt thất tình lục dục, dốc lòng bế quan tu luyện, nói cái gì là có lỗi với nàng ta, không muốn làm trễ nãi cuộc đời nàng ta, y muốn hủy hôn. Một tờ giấy khác chính là giấy từ hôn, vừa từ hôn vừa bế quan trong động vô quang 10 năm, điều này đã chứng tỏ quyết tâm của Côn Lâm khi bế quan lớn đến nhường nào. Vấn đề là, cho dù thực lực thiên hỏa giáo có mạnh, tài nguyên hùng hậu đến đâu, cũng sẽ không bị ràng buộc cung cấp tài nguyên tu luyện đến 10 năm, cũng không có khả năng nuôi không ai đến 10 năm. Đương nhiên, nếu là người có công lớn đối với thiên hỏa giáo thì khác. Người có cống hiến với bổn phái, môn phái sẽ nuôi ngươi, người từ trên xuống dưới sẽ không ai dám có ý kiến. Sau 3 năm bế quan trong động vô quang, khi xuất quan sẽ phải làm việc cho sư môn, cũng là kiểm nghiệm tiến độ bế quan của ngươi. Bế quan 5 năm, nuôi không người đến những 5 năm, nhiệm vụ giao cho ngươi sẽ rất quan trọng. Bế quan 10 năm, nuôi không người đến 10 năm, đầu tư cho ngươi số lượng tài nguyên rất lớn. Một khi xuất quan, nhiệm vụ mà ngươi phải đối mặt, không cần nói cũng biết. Từ lúc Thiên Hỏa Giáo Khai tông lập phái đến nay, chỉ có Tổ sư Khai Sơn là bế quan 10 năm, về sau không còn ai nữa. Côn Lâm chính là người thứ hai, chương 505, mật hội, nhưng Tổ sư Khai Sơn cũng đã nhường lại chức trưởng môn khi tuổi thọ của ông gần kết thúc. Trên thực tế, Tổ sư Khai Sơn cũng không bế quan tròn 10 năm. Ông cảm thấy khó mà đột phá Đồng thời thọ hạn cũng sắp đến. Sau 9 năm, ông đã xuất quan, bàn giao hậu sự rồi trở về cõi tiên. Đối với thanh niên trai tráng như Côn Lâm, lấy ra 10 năm thanh xuân của mình, cầm tù trong sự cô độc tối tăm, đối với người bình thường mà nói, đây là chuyện khó mà tưởng tượng được. Nhìn tờ giấy từ hôn, hai mắt Hỏa Phượng Hoàng đẫm lệ. Nàng ta thật sự bị tổn thương, hai người đã đính hôn, hôn sự cũng sắp đến, bây giờ sư huynh lại ném ra tờ giấy từ hôn, bảo nàng ta làm sao mà chịu nổi. Sau này, nàng ta còn mặt mũi nào mà gặp người khác. Điều làm cho nàng ta thương tâm nhất chính là nàng ta không biết mình trong mắt của sư huynh rốt cuộc là cái gì. Là cái có cũng được, không có cũng không sao. Sư phụ, tại sao người lại đồng ý cho sư huynh vào động Vô Quang Bế Quan 10 năm chứ? Hỏa Phượng Hoàng vừa khóc vừa chất vấn sư phụ, vào động Vô Quang Bế Quan, không phải ai muốn cũng vào được. Nếu ai cũng làm như vậy, còn ai làm việc cho Thiên Hỏa giáo nữa? Thiên Hóa giáo có cần tồn tại nữa hay không? Người bế quan phải có được sự đồng ý của sư phụ mới được. Người không thể trong lúc sư môn có việc cần ngươi làm, lại chạy đến đây để thanh tĩnh. Vân thường, lần này là sư phụ sơ suất, tên xúc sinh kia đến tìm ta, nói muốn tiến vào động vô quang để bế quan. Ta thấy nó như vậy, sợ nó cứ tiếp tục mãi sẽ hỏng, liền đồng ý. Ta nghĩ rằng nó bế quan vài năm cũng chẳng phải chuyện xấu, nên mới đưa phù lệnh của ta cho nó. Nhưng ta có điều kiện, nó phải hỏi ý kiến của con trước. Ai ngờ tên xúc sinh lại viết thứ này đưa cho lão hồ đồ kia. Nhắc đến lão hồ đồ, bàng chắc chỉ vào điền nhân an, lão hồ đồ này cũng không thèm suy nghĩ, thiên hỏa giáo có ai bế quan 10 năm chứ. Cứ như vậy để nó khắc chữ trên tam tư bích làm chứng, rồi để nó tiến vào trong động. Người bước vào bế quan bên trong sẽ khắc chữ trên vách đá bên cạnh cửa hang để làm chứng, xem như di nguyện. Sở dĩ gọi là tam tư bích chính là muốn người nghĩ lại cho kỹ, không thể tùy tiện ghi xuống. Một khi lưu lại lời thề, ngươi nhất định phải thực hiện, không được đổi ý. Trên tam tư bích có rất nhiều chữ viết đệ tử thiên hỏa giáo khổ tu để lại. trải qua mưa gió, chữ viết chen lẫn rất nhiều, được hậu bối chiêm ngưỡng, xem là hình mẫu. Điền Nhân An nghe xong, lập tức kêu lên: người trách ta, ta chỉ theo môn quy mà làm việc, làm sao biết tình huống như thế nào? Y cầm phù lệnh của ngươi, ai nghĩ đến người làm sư phụ như ngươi ngay cả chuyện cũng không hỏi, đã đưa phù lệnh cho y. tự ngươi nghĩ lại đi. Rốt cuộc là ai mới hồ đồ? Côn Lâm đến, giao ra phù lệnh, nói muốn bế quan 10 năm, ông ta thật sự rất kinh ngạc. Nhưng Điền Nhân An chỉ nghĩ rằng Côn Lâm đang tức giận, muốn phấn đấu mà thôi. Ông ta có thể hiểu tâm trạng của Côn Lâm, cũng không suy nghĩ gì nhiều, đồng thời cũng có chút cảm khái. Trước khi Côn Lâm nhập quan, y đã đưa phong thư cho ông ta, nhờ ông ta chuyển cho Hỏa Phượng Hoàng. Đối với chuyện Côn Lâm bế quan 10 năm, Điền Nhân An cũng muốn hỏi bàng chắc nghĩ như thế nào liền cầm phong thư đi tìm bàng trác. Sau khi bàng trác cảm kích, ông ta liền giật mình, và sau đó là như thế này. Người không xác minh tình huống, cứ như vậy mà cho người vào động, người còn mồm mép nữa. Trong này chẳng có bảo bối gì mà sợ người ta vào trộm, tất cả chỉ là những người tự nguyện vào trong chịu khổ. Chỉ cần quá trình hợp quy là có thể vào, người nói cho ta xem có môn quy nào bắt ta phải xác minh không. Bản thân ngươi hồ đồ, ngay cả mình còn không làm rõ, còn muốn đổ trách nhiệm lên đầu ta hai người lại bắt đầu cãi lộn với nhau. Sư phụ, hai mắt đấm lệ, hỏa phượng hoàng đột nhiên quỳ xuống, khiến hai người đang cãi lộn phải ngừng lại. Bang chắc kinh ngạc hỏi, vân thường, con đang làm gì vậy? Hỏa phượng hoàng nức nổ, xin sư phụ cho đệ tử vào trong bế quan luôn. Không được, Bang chắc phản đối, đây không phải là bế quan mà là vào trong tìm câu trả lời. Cấm địa là nơi để lấy ra làm trò đùa sao. Đúng lúc này, một ánh lửa chiếu rọi trên bầu trời. Một đám chim lửa bay đến, chim lửa rơi xuống đất, ánh lửa thu lại, hiện ra một đám người được ánh lửa bao phủ. Dẫn đầu là một người mặc áo màu đỏ, dáng vẻ đạo mạo, khí chất lãng du. Đây chính là trưởng môn Thiên Hỏa giáo Vũ Văn Yên, đi đằng sau là một đám trưởng lão cao tầng, bế quan 10 năm trong động vô quang, ngoại trừ tổ sư Khai Sơn, còn lại thì không ai có hành động này. Côn Lâm làm như vậy, nhất định đã kinh động đến cao tầng Thiên Hỏa giáo. Mọi người giật mình, ngay cả hỏa phượng hoàng và bàng trác cũng vậy, vội vàng hành lễ tham kiến trưởng môn. Vũ Văn Yên đưa tay, ra hiệu miễn lễ, thản nhiên hỏi, nghe nói Côn Lâm đã lập di nguyện, muốn nhập động bế quan 10 năm. Bàng trác và Điền Nhân An đều cùng nhau trả lời, đúng là có việc này. Vũ Văn Yên nhìn về phía cửa hang, khẽ gật đầu, không ai có thể thuận buồm xuôi gió mãi, cũng không có ai chưa từng trải qua thời điểm khuất nhục. Biết hổ thẹn mà đứng lên, có nghị lực, có quyết tâm như vậy, lo gì mà không rửa được nhục, Thiên Hỏa giáo chúng ta có người kế tục như thế cũng là chuyện tốt. Hỏa Phượng Hoàng lại quỳ xuống, cầu sư phụ không được, lại cầu qua trưởng môn. Vũ Văn Yên biết chuyện gì xảy ra, nhìn người đang quỳ, lạnh lùng nói, đây là cấm địa, không phải là nơi các ngươi động phòng. Y đã cắt đứt tục niệm để bế quan, người tiến vào, tục niệm như bóng với hình, y làm sao mà bế quan được nữa. Ta hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng y đã lập xuống di nguyện 10 năm, điều này rất không dễ dàng. Nhân sinh khổ đoạn, có mấy cái 10 năm để lãng phí chứ. Ngươi đừng khiến cho y phạm sai lầm." Dứt lời, ông ta quay người, ánh lửa lóe lên, ngọn lửa càng lúc càng lớn, một lần nữa hóa thành chim lửa bao lấy người, vỗ cánh bay đi. Đám cao tầng Thiên Hỏa giáo còn ở lại nhìn Hỏa Phượng Hoàng, người thì nét mặt vẫn bình thường, người thì lộ vẻ thương hại, đồng tình, sau đó cả đám lần lượt bay đi. Hỏa Phượng Hoàng bất lực ngồi quỳ trên mặt đất, vẻ mặt thất thần. Nàng ta biết, nếu trưởng môn đã nói như vậy, sợ là không ai dám cho nàng ta vào nữa. Địa đạo chật hẹp chỉ đủ cho một người đi qua, hai con nguyệt điệp một trước một sau chiếu sáng, quản phương nghi đi đằng trước, nghiêu hữu đạo đi đằng sau. Địa đạo này là người dùng để chạy trốn khi xảy ra sự cố à? Nghiêu hữu đạo hỏi, quản phương nghi than thở, trước kia, ta đúng là có suy nghĩ như vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại, địa đạo này rất có thể đã bị giáo sự đài nắm giữ. Nhiêu hữu đạo kinh ngạc nói, giáo sự đài biết đường hầm chạy trốn này của ngươi. Đi thẳng rẽ trái là nơi thông đến phía dưới phòng tiếp khách, nhất mạch Tương Liên. Giáo sư Đài biết căn phòng bí mật đó, làm sao không biết chỗ này chứ? Đương nhiên, bọn họ cũng có khả năng tìm không ra cửa vào, chỉ phát hiện được vấn đề từ phòng đơn kia mà thôi. Ngay cả phòng đơn kia của ngươi, Giáo sư Đài cũng biết. Này, đừng có mà giả bộ hồ đồ với ta, việc này ngươi dám nói ngươi không biết, ta giả bộ hồ đồ, ta làm sao biết chuyện của Giáo sư Đài? Quản Phương Nghi đang đi đằng trước đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, hỏi, vậy tại sao ngươi lại biết ta biết được nội dung cuộc nói chuyện giữa ngụy Trừ và lệnh Hồ Thu? Không phải bộ tầm nói cho ngươi sao, là do ngươi có tật giật mình thôi, ta chỉ thăm dò một chút là biết. Nghiêu hữu đạo đem chuyện thăm dò bà ta đêm hôm đó nói ra. Quản phương nghi mở to mắt, nhìn Như hữu đạo chầm chầm, giống như gặp quỷ, a. À. Bà ta chợt hét lên, hai tay ôm đầu ngồi xuống, biểu hiện hối hận đến phát điên. Lúc trước, giáo sư đài tìm đến cửa, cảnh cáo ép buộc bà ta nói ra chuyện ngụy trừ và lệnh hồ thu. Nghiêu hữu đạo vốn không quen biết lại tìm đến, bà ta còn tưởng rằng Nghiêu hữu đạo là được bộ tầm cung cấp thông tin nên mới tìm tới. Sau khi bị uy hiếp, bà ta đang ẩn núp bên ngoài phải vội quay về. chương 506, Thương Triều Tông có phúc khí hơn so với bổn vương một. Bây giờ bà ta hiểu ra là bà ta làm việc không chu toàn, thông minh quá bị thông minh hại. Bà ta cứ như vậy mà mơ mơ hồ hồ ký vào văn tự bán mình, sau đó đi theo tên tiểu tử này bây giờ hiểu ra bà ta mới biết được đối phương đã lừa bà ta ngay từ đầu bà ta đã trúng gian kế của hắn hận không thể đập đầu chết đi nghiêu hữu đạo cười ha hả việc cũng đã qua rồi tính toán làm gì bây giờ không phải rất tốt sao ngươi đừng nói nữa quản phương nghi đang ngồi xổm dưới đất đẩy ra một trường nếu không biết sự thật thì cũng thôi đi một khi biết rồi ngược lại không chịu được đả kích bà ta hối hận vô cùng nhưng sự thật lại tàn nhẫn như vậy bà ta thật không nên hỏi cứ tiếp tục hồ đồ còn tốt hơn, như vậy trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút. Bây giờ, việc này chỉ sợ sẽ trở thành nỗi nhục cả đời của bà ta. Bà ta đã quá qua loa, bán đứng chính mình, buồn chán xong, quản phương nghi đột nhiên đứng dậy, quay người nhanh chân bước đi. Bà ta đã hiểu được cảm giác lấy nước mắt mà rửa mặt. Bây giờ đã leo lên thuyền giặc rồi, có hối hận cũng đã muộn. Nghiêu hữu đạo đã từng hỏi bà ta, tại sao giáo sự đài lại biết được bí mật phòng đơn kia được biết chuyện xảy ra cùng ngày giáo sự đài đi tìm quản phương nghi ngưu hữu đạo mới bừng tỉnh hiểu được vì sao quản phương nghi lại chán nản cũng vì quản phương nghi chán nản mà hắn mới hiểu ra được một việc lúc đó quản phương nghi hiểu lầm hắn tìm tới cửa là có liên quan đến bộ tầm mới chịu không được dọa mà đầu hàng nếu không sợ là người đàn bà này không dễ dàng bị khuất phục như vậy hắn sẽ phải tốn nhiều công hơn ngược lại việc này cũng khiến cho ngưu hữu đạo phải cảnh giác Hắn không nghĩ đến giáo sư Đài lại thần thông quảng đại như vậy, ngay cả bí mật phòng đơn kia của quản Phương Nghi cũng đào ra được. Xem ra sau này hắn làm việc phải cẩn thận hơn, cửa ra vào địa đạo, cách hai trăm trượng bên ngoài, khi hai người chui ra, cả hai đã đến một tiểu viện nho nhỏ. Chủ nhân của viện này là một cặp vợ chồng bình thường, làm nghề đánh xe, là do quản Phương Nghi bí mật sắp xếp ở đây. Trong nhà vừa lúc có xe ngựa, sau khi chuẩn bị xe ngựa xong, hai người chui vào, cánh cổng mở ra, người chồng đánh xe ngựa chở hai người rời đi xe ngựa đi nửa vòng trong thành cuối cùng dừng lại trước hậu viện của một ngôi nhà yên tĩnh nghiêu hữu đạo và quản phương nghi xuống xe nhanh chóng leo qua bức tường cao tiệm hậu của thiên hỏa giáo đang ở bên trong tận mắt nhìn thấy hai người leo tường xuất hiện trước mặt mình người của anh vương đệ tử thiên hỏa giáo cao tiệm hậu quản phương nghi thấp giọng thì thầm với nghiêu hữu đạo mặc dù bà ta chưa từng tiếp xúc với anh vương nhưng cũng đã tìm hiểu về tình huống của anh vương và tùy tùng của hắn ta Cao Tiềm Hậu cũng đã từng gặp quản Phương Nghi, người đàn bà này tiếng lành đồn xa, thân ở Tề Kinh nhiều năm, làm sao mà không biết. Ông ta quay sang hỏi Nghiêu Hữu Đạo, người chính là Nghiêu Hữu Đạo. Đúng vậy, Nghiêu Hữu Đạo chắp tay, đi theo ta, Cao Tiềm Hậu quay người bước đi, trong vườn có một thủy các, Cao Tiềm Hậu dẫn hai người đến, gõ cửa, nói vào bên trong, vương ra, người đến rồi. Trong phòng, Hạo Trân và Mộc Cửu đều có mặt, hai người nhìn về phía Nghiêu Hữu Đạo và Quản Phương Nghi đang bước vào. Nghiêu Hữu Đạo cũng đánh giá hai người, người già nhất định không phải là anh Vương, còn một người trẻ tay cứ lồng vào trong ống tay áo, biểu hiện lười biếng, nhìn qua chẳng giống Vương ra chút nào, hắn không khỏi đưa mắt nhìn Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi khẽ gật đầu, lúc này, Nghiêu Hữu Đạo mới dám xác nhận người không giống Vương ra trước mặt đích thật là anh Vương. Cao Tiệm Hậu cũng bước vào bên trong, thuận tay đóng cửa lại, canh giữ ngay cửa. Phía trên lầu các, đằng sau hai cánh cửa sổ được mở rộng, Sa Bất Trì và Tạ Long Phi đứng mỗi người một bên, quan sát bên ngoài. Nghiêu Hiếu Đạo, Quản Phương Nghi, xin ra mắt Vương ra. Hai người cùng nhau chắp tay chào hỏi. Anh Vương Hạo chân mỉm cười ôn hòa, bổn Vương ngưỡng mộ danh tiếng của hai người đã lâu. Mời ngồi, hắn ta đưa tay ra mời, chủ khách ngồi xuống quanh một cái bàn. Cửu Mộc khoanh tay đứng bên cạnh Hạo chân có chuyện gì mà ngươi nhất định phải gặp bổn vương hạo chân hỏi ánh mắt nghiêu hữu đạo đảo xung quanh ý bảo có người ngoài ở đây hắn nói có tiện hay không hạo chân nói ngươi cứ nói đừng ngại đã như vậy nghiêu hữu đạo cũng không quanh co lòng vòng ta có chuyện muốn nhờ vương ra hỗ trợ hạo chân đáp nếu bổn vương có thể giúp đỡ bổn vương nhất định sẽ giúp nghiêu hữu đạo kinh ngạc hắn không nghĩ đến đối phương lại sảng khoái như vậy nhưng sau đó đối phương lại bồi thêm một câu nhưng việc làm trái quốc sách bổn vương sẽ không làm ví dụ như chuyện chiến mã hiển nhiên hảo chân cũng đoán được nghiêu hữu đạo đến nước tề là vì chuyện chiến mã hắn ta hoài nghi nghiêu hữu đạo tìm hắn ta là vì chuyện này nghiêu hữu đạo đáp bệ hạ đã cho ta chiến mã không nhọc vương ra phải quan tâm gạt người vẻ mặt quản phương nghi không thay đổi nhưng trong lòng lại mắng thầm ngươi nói phụ hoàng đã cho ngươi chiến mã hảo chân nghi ngờ hỏi một câu nghiêu hữu đạo lấy ra một tấm lệnh bài trong tay áo nhìn hảo chân phía đối diện, xuất cảnh chiến mã đối với ta mà nói đều không thành vấn đề Việc này mong vương ra giữ bí mật, nhìn tấm lệnh bài trong tay nghiêu Hữu Đạo, Hạo Chân ừm một tiếng, khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại kinh ngạc, vội đánh giá quan hệ giữa nghiêu Hữu Đạo và cha của hắn ta. Cửu Mộc phía đối diện tất nhiên cũng nhìn thấy lệnh bài, ánh mắt lấp lóe. Hạo Chân nói, nếu đây là ý của phụ hoàng, bổn vương không gặp để hỏi, tất nhiên không biết chuyện này. Nhưng bổn vương xin hỏi một câu, hôm nay người đến gặp bổn vương, rốt cuộc là ý của ngươi hay là ý của phụ hoàng? Đứng ngoài cửa, cao tiềm hậu cũng muốn nhìn lệnh bài trên tay nhưu hữu đạo nhưng làm sao cũng không nhìn thấy quản phương nhi cũng muốn nhìn nhưng nhưu hữu đạo vừa giơ lệnh bài lên xong đã thu vào trong tay áo bà ta chỉ nhìn được cạnh lệnh bài hành động của hắn khiến quản phương nhi nghiến răng nhìn ý tứ của Hạo chân lệnh bài trên tay nhưu hữu đạo dường như đã phát huy tác dụng tên khốn kiếp kia chưa hề tiết lộ chuyện này cho bà ta biết bà ta cảm thấy nghi ngờ đã có át chủ bài có thể lấy được chiến mã cớ sao còn phiền phức đi đánh cướp chiến mã của người ta như vậy? như hữu đạo nói, điều này không liên quan đến bệ hạ, là việc của cá nhân ta. hạo chân nói, có chuyện gì phụ hoàng làm không được mà cần đến bổn vương xử lý. ý của hắn ta là, người đã có thể trực tiếp liên hệ với hoàng đế, còn cần tìm đến vương gia là hắn ta làm gì? như hữu đạo đáp, hoàng đế bệ hạ sẽ không giúp ta việc này. hạo chân hỏi, việc gì? như hữu đạo đáp, ta muốn nhờ vương gia giúp ta bắt một người, một quan viên triều đình sau đó đưa người đó cho ta. Hạo chân nhanh chóng quay sang nhìn một cửu, rồi quay lại hỏi Ngưu Hữu Đạo, tự mình bắt quan viên triều đình, người đang nói đùa à? Ngưu Hữu Đạo nói, không phải trò đùa, nếu không, ta sẽ không đến tìm vương gia. Hạo chân hỏi, không biết vị quan triều đình kia đã làm gì khiến Ngưu huynh đệ không vui. Ngưu Hữu Đạo nói, thủ hạ đại vương Tây Việt, tên Trương Hành Thủy. Trương Hành Thủy, Hạo chân cao mày, hoàn toàn không có ấn tượng với cái tên này, nhất định không phải đại quan bằng không hắn ta không thể không có ấn tượng như thế hắn ta quay sang nhìn mộc cửu thủ hạ của hoàng thúc có người này sao mộc cửu hạ thấp người đáp thưa có là quan viên phụ trách đăng ký sản nghiệp hoàng tộc quan tam phẩm rất bình thường chẳng có gì thu hút hạo chân càng cảm thấy kỳ lạ quay sang nhìn ngư hữu đạo một quan viên khiêm tốn chẳng có gì thu hút vì sao lại khiến cho ngư hữu đạo vang danh khắp thiên hạ phải ghi nhớ như vậy ngư hữu đạo cười vương gia cũng khiêm tốn như vậy đấy chương 507, thương triều tông có phúc khí hơn so với bổn vương hai hạo chân bình tĩnh hỏi lại bổn vương có cái gì khiêm tốn chứ như hữu đạo cũng không cần thiết đi sâu vào chuyện này có mấy lời nói đến đây là ngừng mọi người biết rõ trong lòng là được hắn quay lại chủ đề chính không biết vương gia có từng nghe qua quỷ mẫu hãm âm sơn không hạo chân nói có nghe qua chẳng lẽ lại có liên quan đến trương hành thụy như hữu đạo đáp trương hành thụy là hậu nhân thế tục là cháu trai của quỷ mẫu lời vừa nói ra hảo chân mộc cửu cao tiệm hậu còn có sa bất chỉ và Tạ long phi đang nghiêng tai lắng nghe trên lầu phải kinh hãi gương mặt đang căng ra của hảo chân dần dần thư giãn ánh mắt trở nên thâm thúy lộ ra một khí thế khác đại vương tây viện có biết không nghiêu hữu đạo đáp biết vì thế ông ta mới giữ bí mật đến giờ bởi vậy có thể thấy được trương hành thụy nhìn thì rất khiêm tốn thật ra đây chính là một cách bảo vệ cho gã Người có thể để cho đại vương Tây Viện phải chiếu cố và bảo vệ như thế, có thể thấy được quỷ mẫu rất coi trọng người cháu trai này. Hạo chân im lặng, trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện, sau đó lên tiếng, mặc kệ Trương Hành Thủy có phải là cháu trai của quỷ mẫu hay không cũng không quan trọng. Quan trọng gã là quan viên triều đình, bắt quan viên triều đình, trách nhiệm này không phải ai cũng có thể gánh nổi. Bồn vương lại càng không, như hữu đạo nói ta sẽ không để cho vương ra phải khó xử. Ta chỉ giam lại một thời gian, sau đó ta sẽ trả gã lại một cách lành lặn cho vương gia ta xin cam đoan bất luận đại vương tây viện hay quỷ mẫu không ai dám tiết lộ ra hoàn toàn không ảnh hưởng đến vương gia hạo chân hỏi người cam đoan người lấy cái gì mà cam đoan đơn giản chỉ là sự hoang đường vương gia có thể nói chuyện riêng với ta không nghiêu hữu đạo đứng lên đưa tay chỉ ra ngoài hạo chân nhìn chằm chằm nghiêu hữu đạo cuối cùng chậm rãi đứng dậy cửa mở hai người bước ra khỏi thủy thác qua cầu lên bờ sau đó sóng vai nhau đi trong viện. Những người khác đứng bên thủy các nhìn sang bên này, không biết hai người kia nói chuyện gì. Tóm lại, chỉ thấy hạo chân nhìn chằm chằm như hữu đạo, giật mình không ít. Hai người dừng lại bên cạnh bờ nước, hạo chân chắp tay, thở dài nói, chuyện này có không ít người tài giỏi để làm, vì sao lại để mắt đến bổn vương. Nghiêu hữu đạo nói, nhìn thì rất nhiều, nhưng thật ra lại không nhiều. Sau lưng Trương Hành Thụy là quỷ mẫu và đại vương Tây Việt người bình thường không ai dám đối đầu với bọn họ sợ bị báo thù nhưng vương gia thì khác quỷ mẫu không có gan đối phó với vương gia chỉ cần vương gia ra tay quỷ mẫu biết mình không làm gì được vương gia vì sự an toàn của trương hành thụy mà không dám lộ ra ngoài trước khi chuyện thành ta không muốn lộ ra bất cứ phong thanh nào đành phải nhờ vương gia hỗ trợ hạo chân nói rốt cuộc ngươi muốn làm gì quỷ mẫu nghiêu hữu đạo nói ta không thể tiết lộ chuyện này với vương gia nhưng ta có thể cam đoan với vương ra hai điều. Thứ nhất, sau khi chuyện thành công, ta sẽ đưa trương hành thủy bình an trở về, sẽ không để vương ra khó xử. Vương ra chỉ cần tìm cớ hợp lý điều gã đi đâu một khoảng thời gian. Thứ hai, ta cam đoan việc này không xâm phạm lợi ích của nước tề. Hạo chân im lặng, sau đó nói, không phải ngươi có quan hệ với nhị ca ta sao? Vì sao không tìm huynh ấy? Thực lực của huynh ấy thích hợp làm việc này hơn ta. Khác với lý do đã nói với quản phương nghi, Ngưu hữu đạo tìm một lý do khác bởi vì ta càng xem trọng vương gia hơn ta muốn kết giao với vương gia ta nghĩ dung bình quận vương sẽ có lúc liên hệ với nước tề trong tương lai ta nghĩ ta và vương gia đều nhìn về tương lai về cái lâu dài hạo chân mỉm cười trương hành thụy là thủ hạ của hoàng thúc làm như thế nào không khiến người ta nghi ngờ việc này của ngươi đúng là không dễ làm nếu dễ làm ta đâu tìm vương gia làm gì nhưng ta tin rằng chuyện này không làm khó được vương gia Hữu Đạo chắp tay nói, "Có thể tìm hắn ta." Nhiu Hữu Đạo cũng đã nghĩ kỹ đến hậu quả về sau. Về phần Tô Chiếu, sau khi được Trần Quy Thạc xác nhận, nàng ta chính là vị chiếu tỷ của Thiệu Bình Ba, kết hợp với tin tức mà quản phương Nghi cung cấp, hắn có thể kết luận 100%, người giúp Thiệu Bình Ba giải quyết chuyện chiến mã chính là Tô Chiếu, mà đằng sau thậm chí có thể là Hiểu Nguyệt Các. Bắt cóc Trương Hành Thụy, điều kiện đầu tiên chính là không được kinh động Đại Vương Tây Việt. Nếu không, sẽ kinh động đến Tô Chiếu thậm chí là hiểu nguyệt các. Kể từ đó, hắn có thể khẳng định, một khi kinh động đại vương Tây Việt, cho dù chiến mã đến tay, cũng không thuận lợi đưa về quận Thanh Sơn. Hạo Chân quay sang nhìn Nưu Hữu Đạo, người cam đoan như vậy cố nhiên là tốt, nhưng bổn vương cũng không dám vì tiện áp chế người khác. Nói cho cùng, thật ra ta cũng không có lợi ích gì. Nưu Hữu Đạo nói, nhưng vương gia không thể phủ nhận một điều, một khi vương gia có việc, ta không dám thấy chết mà không cứu. Nếu không, chính là ta muốn chết vẫn là câu nói kia, chỉ cần vương gia giúp ta lần này, sau này, phàm là chuyện mà ta đủ khả năng, ta nhất định sẽ hết sức giúp vương gia. Hạo chân nói, người đã xem trọng bổn vương như vậy, chỉ bằng sang bên này giúp bổn vương đi. Như hữu đạo nói, vương gia đã có người của tam đại phái giúp đỡ. Ta sang, chẳng tính là gì trước mặt tam đại phái, còn phải nhìn sắc mặt của người ta. Đây không phải là điều mà ta muốn. Hạo chân nói, chẳng lẽ thiên ngọc môn lại dễ nói chuyện như vậy sao? Nhiêu Hữu Đạo nói, ít ra Thiên Ngọc môn không làm gì được ta. Ngươi không định suy tính một chút à? Dung Bình quận vương đối xử với ta không tệ, hai, thương chiêu tông còn có phúc khí hơn cả bổn vương, hy vọng ngươi hãy nhớ kỹ lời hứa của mình. Hạo Chân thở dài, thủ thế với bên hướng thủy các. Bốn người một cửu nhanh chóng lướt đến. Hạo Chân quay người nói, đi thôi. Khi cả bốn lướt qua Nhiêu Hữu Đạo, ai nấy đều dùng ánh mắt đánh giá hắn. Bốn người rất muốn hỏi Nhiêu Hữu Đạo một chút, Nhiêu Hữu Đạo đã nói chuyện gì? nhưng bọn họ biết Hảo chân muốn nói tất sẽ nói cho bọn họ nghe còn không cũng không cần thiết phải hỏi nghiêu hữu đạo chắp tay đưa mắt nhìn theo quản phương nghi lặng yên đến bên cạnh hắn ta có đồng ý không nghiêu hữu đạo đáp cũng được xem là đồng ý quản phương nghi kinh ngạc trước đó bà ta phản đối nghiêu hữu đạo đến tìm anh vương cảm thấy đối phương không có khả năng đồng ý chuyện này vừa rồi bà ta cũng nhìn thấy thái độ của đối phương hoài nghi hỏi người đã nói gì với hắn ta mà hắn ta đồng ý vậy thành tâm kết giao bằng hữu mà thôi ngươi ít nói mò với ta đi có một số việc sẽ không dễ dàng nói cho những người khác biết như hữu đạo nhìn theo bóng lưng của hạo chân chuyển sang chủ đề khác ba người còn lại là ai vậy quản phương nhi liếc mắt biết có hỏi nữa cũng như không tổng quản thái dám anh vương phủ mộc cửu hai người kia là xa bất chỉ của đại khâu môn tạ long phi của huyền binh tông anh vương này quả nhiên không đơn giản ngươi suy nghĩ nhiều rồi bên cạnh hoàng tử luôn có người của tam đại phái bảo hộ là ta suy nghĩ nhiều sao, tuy bên cạnh Kim Vương có người ba phái bảo vệ, nhưng bản thân chỉ dám dùng ngụy trừ. Còn người này lại biến người của ba phái thành tâm phúc của hắn ta. Nghiêu Hữu đạo nhẹ thở ra một hơi, xoay người nói, đi thôi. Nghe xong, quản phương nghi bừng tỉnh, nhưng thần sắc lại đăm chiêu. Xe ngựa vẫn đợi ở ngoài tường viện như cũ, hai người nhanh chóng leo tường ra ngoài chui vào trong xe ngựa. Tiếng roi vang lên, xe chạy, trong xe, quản phương nghi đột nhiên nhích người, dán người ngồi sát Nghiêu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo vừa quay đầu lại, vừa đúng lúc quản phương nghi sát mặt lại gần, hai người mặt đối mặt gần nhau, mặt gần như chạm vào nhau, si có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau, bốn mắt nhìn nhau sừng sốt. Mùi hương cơ thể của đối phương trực tiếp chui vào mũi, như Hữu Đạo ngửa người ra sau, hoài nghi hỏi, người sát vào gần như vậy để làm gì? chương 508, bị ám sát, quản phương nghi không khỏi nổi nóng, hỏi ngược lại, người tránh cái gì? Sợ lão nương ăn thịt ngươi, Hai là chê lão nương. như Hữu Đạo, mùi son phấn trên người ngươi quá nổ ngầm mũi của ta chịu không được. Bớt đi, quản phương nghi duỗi tay ra, lệnh bài kia đưa ta xem xem. như Hữu Đạo giả vờ hồ đồ, lệnh bài gì? Quản phương nghi lập tức đưa tay nắm lấy tay áo mà hắn cất giấu lệnh bài. như Hữu Đạo nhanh chóng vung tay tránh, cả người quản phương nghi nhào tới, ôm lấy hắn, đè ép hắn, cạy cánh tay đó của hắn ra. Đối với quản phương nghi mà nói, đồ vật có thể ở trên người hắn xin hỏi đàng hoàng không được, nhưng lại có thể miễn cưỡng cướp đoạt. Đừng cướp, ta cho ngươi xem. Như hữu đạo vẻ mặt buồn bực dưới bộ nực đầy đặn của bà ta không ngừng ô ô, cái cánh tay kia vươn ta ngoài cửa xe đung đưa. Quản phương nhi cũng ý thức được sự khiếm nhã ở phần ngực, nhanh chóng rút trở về, mắng, chiếm tiện nghi của lão nương. Như hữu đạo muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là quên đi, lười tranh cãi với nữ nhân này làm gì, móc ra lệnh bài trong tay áo ném cho bà ta quản phương nghi nhận lấy lệnh bài cầm trên tay lật xem một hồi xem không hiểu hỏi đây là lệnh bài gì ta làm sao biết được ngươi không nói phải không được lệnh bài này ta giữ dùm ngươi được nghiêu hữu đạo gật đầu vẻ mặt cổ quái nói lệnh bài này là do ngươi chủ động đề nghị giữ giúp ta ta không ép ngươi vẻ mặt quản phương nghi nhất thời cảnh giác lật xem lệnh bài trên tay thêm một lần nữa chợt tiện tay ném trở về ai mà thèm chứ từ từ cất lệnh bài trở về như hữu đạo đung đưa trong xe nhắm mắt dưỡng thần. Bờ biển, trời tờ mờ sáng, ba chiếc thuyền lớn dừng sát bên bờ, cuối cùng mấy chục con chiến mã đuổi kịp thuyền, lập tức có người dỡ bỏ cầu gỗ. Sau khi tất cả mọi người trèo lên thuyền, bên cạnh thuyền có một hàng người đứng, sơ lên xào trúc, cùng nhau chống lên bờ dùng lực, ba chiếc thuyền chậm rãi rời xa bờ. Cách buồm nhanh chóng được kéo lên, một loạt mái chèo hai bên thuyền lớn chia ra chuẩn bị cùng nhau trèo, thuyền từ từ đi ra biển lớn. Trên bãi đá ngầm bên bờ biển, có ba người che đấu bổng đen đứng đó người cầm đầu chính là tô chiếu đưa mắt nhìn tất cả chiến mã thuận lợi lên thuyền đưa mắt nhìn ba chiếc thuyền lớn cuối cùng thuận lợi xuất phát tô chiếu cuối cùng thở phào nhẹ nhõm mãi cho đến khi ba chiếc thuyền lớn trở thành điểm đen trên biển lớn tô chiếu quay người nhìn về phía mặt trời đã mọc lên nơi chân trời giơ tay lên một cái hai người ở trái phải phi thân lên đáp xuống chỗ chiến mã lên thuyền thì phép dẹp tan vết tích lộn xộn trên mặt đất phú phương viên một con kim xí hà cánh không bao lâu, Thẩm Thu bước đi vội vàng vào bên trong nhà, một phong mật thư đưa đến tay Nhiêu Hữu Đạo. Sau khi cầm mật thư xem qua, Nhiêu Hữu Đạo chậm chậm từ trong nhà đi ra, đứng ở dưới mái hiên, hít mắt trông về phía xa. Phủ thứ sử Bắc Châu, một đám quan viên ở trong điện vây quanh Thiệu Bình Ba nghe chỉ thị. Thiệu Tam tỉnh đi đến cửa điện chờ, đợi đến khi đám quan viên tản đi, ông mới nhanh chân bước tới quay người lật xem công văn trên bàn ở bên cạnh Thiệu Bình Ba, thấp giọng nói: "Đại công tử, Tô tiểu thư gửi thư đến." ba vạn chiến mã của thanh niên trai tráng chính trực, trong đó có một ngàn con ngựa cái, đã thuận lợi sắp xếp lên thuyền rời khỏi nội cảnh nước tề, tô tiểu thư xin bên phía chúng ta làm tốt công tác chuẩn bị tiếp ứng. Thiệu bình ba đang cúi đầu xem đồ đột nhiên quay đầu, vỗ tay, tinh thần phấn chấn nói tốt. Quá tốt rồi, đồ vật cũng ném xuống không xem nữa, hưng phấn đến đi tới đi lui trong điện, khó khăn lắm mới ổn định lại tâm tình, giơ tay gọi thiệu tam tỉnh tới, thấp giọng nói, lập tức đưa tin cho chiếu tỷ, nói với nàng, cần phải làm việc theo ước định đã định sẵn, bên phía bên này của chúng ta phải luôn giữ liên lạc với bên đội thuyền, bảo với đội thuyền vận chuyển nửa ngày liên lạc với ta một lần, vị trí đại khái của đội thuyền mỗi ngày ta đều phải nắm chắc. Vâng, Thiệu Tam tỉnh gật đầu đáp lại, còn có, đường thủy bên phía nước Hàn kia lại kiểm tra kỹ một lần cho ta, không cho phép có bất kỳ sai sót nào, phát hiện bất cứ dị thường gì, không được phép che giấu, lập tức bẩm báo cho ta. Ai dám phá hoại đại sự của ta, ta chu di cửu tộc của kẻ đó. Vâng, Thiều Tam tỉnh chắp tay lĩnh mệnh rời khỏi. Trong điện trống rỗng, Thiệu Bình ba trượt giang hai cánh tay, nhắm mắt ngửa mặt lên trời, thần thái trên mặt giống như say sưa uống rượu ngon. Bên trong hoàng cung Tề Kinh, Bộ Tầm cất bước đi vào trong ngự thư phòng, vất tay tỏ ý một chút, hai tên thái giám bên trong kho người lui lại, tiếp đó xoay người rời khỏi ngự thư phòng. Bộ Tầm đi đến bên cạnh ngự án, đợi đến khi Hạo Vân Đồ viết xong đồ trên tay gác bút xong, mới nói: "Bệ hạ, bên phía Kim Vương phủ kia xảy ra chút chuyện." Tù sĩ trong hội ở kinh thành dẫn đến không ít kinh động. Hạo Vân đầu nghiêng đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn, đợi lời nói phía sau của ông ta. Bộ Tầm không người tiếp tục nói tên ngụy trừ thủ hạ của Kim Vương hôm qua sau khi rời kinh ở trên đường gặp phải phục kích bị người giết rồi. Hạo Vân đồ hít mắt hỏi ai cả gan như vậy dám động đến trên đầu của con trai của chấm là người của Tam Đại phái làm hay sao? Bộ Tầm biết ẩn ý trong lời nói của ông đáp lại trước mắt không rõ tình hình không biết hung thủ là ai. Kim Vương phẫn nộ, đã tìm người của Tam Đại Phái đề nghị giúp đỡ cha ra hung thủ. Lão nô ở đây cũng cha rồi, xin hiệu sự đài giúp đỡ lùng bắt hung thủ. Hạo Vân đồ lạnh như băng nói ra một chữ cha. Phù phương viện, dưới bóng cây, trên ghế nằm, nhiều hữu đạo nghiêng người co do, dường như đang ngủ mê. Quản phương nghi phe phẩy quạt tròn chậm rãi đi đến phía trước xem, hơi giật mình. Bà ta không biết có phải là ảo giác hay không, người cuộn tròn trên ghế nằm trước mắt, hình như cảm thấy rất lạnh, dường như mang đến cho người khác cảm giác không nơi nương tựa. Loại cảm giác này, bà ta xúc cảm rất sâu, là một loại cô độc, nhiều năm như vậy, bà ta tuy rằng thân ở nơi phong hoa tuyết nguyệt, nhưng loại cảm giác này vẫn luôn như hình với bóng, khi bà ta một mình thường hay co do như vậy. Người nằm trên ghế trước mắt, trong an bình trầm tĩnh dường như còn lộ ra một cỗ ý vị mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Có việc, Nghiêu Hữu Đạo đang nhắm mắt ngủ say đột nhiên hỏi một tiếng nhàn nhạt quản phương nghi nhấc chân đá đá chân của hắn làm gì giữa ban ngày ở đây giả chết đứng dậy như hữu đạo cười lật người giang tứ chi ra duỗi người một cái thân thể ưỡn lên mở mắt ngồi dậy quản phương nghi nhấc chân câu ghế ngồi tròn ở một bên tới hai tay vuốt phía sau váy ngồi xuống hai chân bắt chéo vênh lên nói ngụy trừ chết rồi có lẽ là người lệnh hồ thu tìm đắc thủ rồi như hữu đạo quay đầu nhìn chằm chằm bà ta ngươi làm sao biết được Quản Phương Nghi, tin tức tu sĩ trong hội phía kinh thành truyền ra rồi, nói là hôm qua lúc Ngụy Trừ rời kinh, trên đường bị ám sát bỏ mình, chuyện này huyên náo rất xôn xao. Xôn xao, như Hữu Đạo hoài nghi, hỏi, loại chuyện này, chẳng lẽ thích khách còn có thể nói với bên ngoài hay sao? Hay là nói có người sau khi thoát hiểm nói với bên ngoài? Quản Phương Nghi, nghe nói tin tức là do động tính bên phía Tam Đại Phái gây nên, sau khi Ngụy Trừ xảy ra chuyện, Kim Vương tìm người của Tam Đại Phái tra tìm hung thủ. Ngưu Hữu Đạo à một tiếng, nghi ngờ mới biến mất, thì thầm trong miệng một tiếng, chuyện hôm qua, lệnh hồ thu sao còn chưa tới. Quản Phương Nghi lại nói, còn có, anh Vương xuất kinh rồi, mục tiêu một nhà bốn người đi theo. Ngưu Hữu Đạo lập tức tinh thần tỉnh táo, nhanh như vậy. Xác nhận chưa, Quản Phương Nghi, xác nhận rồi, bên phía anh Vương phái người qua đây thông báo, nhận được tin tức, ta cũng lập tức cho người dò la kiểm chứng rồi, hôm qua trên triều đình, đột nhiên có người đả kích trong hoàng tộc có người tự mình buôn lậu chiến mã ra nước ngoài, Tây Viên Đại Vương tiếp quản sự vật hoàng tộc phản biện, hai bên nháo nhào một đoàn, sau có đại thần kiến nghị anh Vương thanh tra sản nghiệp của hoàng tộc ở các nơi. Lời khước từ của anh Vương không thể thoái thác, việc phải làm cuối cùng vẫn là rơi lên đầu của anh Vương, sau đó anh Vương ở bên phía Tây Viện Đại Vương chọn vài người thích hợp, mục tiêu ở ngay trong đó, sáng nay xuất phát. chương 509, đầu của ngụy Trừ ở đây. Người khoan hãy nói, anh vương này giả vờ cũng khá giống, dường như đang cho Hạo Văn Thắng thể diện, tự mình dẫn nữ quyến đi theo, còn cho nhân viên đi theo thanh tra dẫn theo gia quyến, bày ra dáng vẻ du sơn ngoạn thủy, lúc rời khỏi thành, Hạo Văn Thắng còn đích thân ra mặt đưa tiễn hắn ta nữa, nói đến, vị vương gia này thật lợi hại, thoạt nhìn như thân bất do so kỳ, ung dung thản nhiên liền làm xong việc rồi, Hạo Văn Thắng bị hắn ta bán rồi, còn đang giúp hắn ta đếm tiền. Sau khi sự việc xảy ra nếu như biết được chân tướng, Hạo Vân Thắng còn không phải tức chết nghiêu hiếu đạo khẽ mỉm cười người nghĩ nhiều rồi hắn ta nếu dám làm nhất định chắc chắn không rước họa vào thân hắn ta sẽ không vì chuyện của ta làm cho bản thân tiến thoái lưỡng nan quản phương nghi vẫn như cũ hiếu kỳ hắn làm sao khiến cho anh vương đáp ứng giúp đỡ chuyện này lại lần nữa dò hỏi nghiêu hiếu đạo đổi chủ đề chỉ chỉ hai chân của bà ta hồng nương ta nói người thân là nữ nhân đoan trang một tí có được hay không đoan trang ta trước đây muốn bao nhiêu đoan trang thì có bấy nhiêu sau này bên cạnh có một đám người muốn bao nuôi, lại lạnh mặt với người khác còn làm ăn gì nữa. Thời gian lâu dài, dần dần biến thành người mà ngay cả bản thân cũng nhận không ra. Hai người đang trò chuyện, hứa lão lục đến báo, nói lệnh hồ thu đến rồi. Trong chốc lát, lệnh hồ thu bước nhanh đi vào, trong tay trong tay sách bao vải. Nhị ca, như hữu đạo đứng dậy đón chào, quản phương nghi thờ ơ liếc xéo, bộ dạng nhìn lệnh hồ thu không thuận mắt. Lệnh hồ thu cũng không nhiều lời, đi đến trước mặt hai người, bao vải trong tay vừa để xuống, mở ra, bên trong lộ ra một cái hộp, lại mở hộp ra, rõ ràng là một cái đầu người được xử lý qua. Chuyện đã thành, thủ cấp ngụy trừ ở đây, xin mời tam đệ kiểm chứng. Lệnh hồ thu đứng dậy chỉ điểm, vẻ mặt hưng phấn. Như hữu đạo trở tay cách không chung bắt một cái, bảo kiếm sau lưng tựa vào ghế nằm tới tay, vươn vỏ kiếm, gầy gầy thủ cấp trong hộp, nhìn hình như phải. Lệnh hồ thu tức giận nói, gì mà hình như phải, nhất định phải, ta đã nghiệm chứng kỹ càng qua rồi, tuyệt đối sẽ không có sai. Vỏ kiếm trong tay Như Hiếu đạo gầy một cái, đóng hộp lại, cảm khái nói, loại bỏ được tai hại này, như chút được gánh nặng, nhị ca cực khổ rồi. Lệnh hồ thu, mầm hỏa đã trừ, việc này không nên chậm trễ, tam đệ nên nhanh chóng rời kinh. Kiếm chọc trước người, Nghiêu Hiếu đạo lắc đầu, tạm thời vẫn không đi được. Lệnh hồ thu mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói, lúc này không đi thì chờ đến khi nào. Tranh thủ bây giờ Kim Vương không để ý đến ngươi, nên lập tức rời đi, đợi đến khi Kim Vương dành ra tâm tư, đến khi đó người muốn đi e là đi không được, chúng ta bận rộn một phen chẳng phải là uổng công và di ti. Nghiêu hiểu đạo, nhị ca có điều không biết, trước đây bộ tầm phái người đưa tin cho ta, nói để ta mấy ngày này chuẩn bị một chút, nói là Hạo Vân đổ muốn gặp ta. Lệnh hồ thu nghẹn lời im lặng một hồi lâu, cuối cùng hỏi một câu, có chuyện gì muốn gặp ngươi? Nghiêu Hữu đạo thở dài, có quỷ mới biết chuyện gì, ta cũng đang buồn bực. Quản Phương Nhi ngồi ở đó làm thinh lấy quạt tròn cản lại kiếm, không nhịn được nhìn biểu tình như nuốt phải ruồi của lệnh hồ thu, thiếu chút nữa là bật cười. Quán đậu hũ, bên trong gian phòng, trước mặt nghiêu Hữu đạo bày biện một chén đậu hũ, ngồi đó từ từ thưởng thức. Gian phòng là do Tô Chiếu yêu cầu chuẩn bị, nghiêu Hữu đạo cũng cải trang thành một nam tử dâu quai nón, tự mình cải trang, lặng lẽ đi qua mật đạo của Quản Phương nghi. Lúc từ lối ra của mật đạo đi ra, thậm chí không dám kinh động đến gia đình kia, không dám để gia đình kia biết được. Bởi vì quản phương nghi không thể xác định giáo sự đài có biết mật đạo kia không, nếu như mà biết, gia đình kia có vấn đề hay không không ai dám bảo đảm. Hắn thà để giáo sự đài biết được hắn bí mật gặp mặt anh Vương, cũng không thể để giáo sự đài biết hắn và An Thái Bình của quán đậu hũ có quan hệ, trước mắt cũng không thể để quản phương nghi biết. Hắn cũng không muốn hẹn viên cương ở bất cứ nơi nào ở bên ngoài để gặp mặt, sợ viên cương bị người khác để mắt tới. Đứng dưới góc độ của hắn, đối với viên cương mà nói, nơi an toàn nhất để gặp mặt ngược lại là quán đậu hũ của viên cương cót két cửa mở ra viên cương mở cửa đi vào nhìn chằm chằm hắn một hồi sau khi nhận ra người cải trang là nghiêu hữu đạo thuận tay đóng cửa đi đến trước mặt nghiêu hữu đạo ngồi xuống lên tiếng chào hỏi đạo ra hương vị quen thuộc này khiến người khác hoài niệm a à. nghiêu hữu đạo bưng bát lên một hơi uống sạch đặt bát xuống buông tiếng thở dài người nói xem chúng ta chết thêm một lần liệu có thể quay trở về hay không viên cương hỏi ngài muốn thử Ha nghiêu hữu đạo cười lắc đầu có nghĩ tới nhưng mà không dám mạng nhỏ không thể lấy ra để đùa giỡn chỗ này có thích hợp để nói chuyện không viên cương mỗi một xó xỉnh trong nhà này đều kiểm tra qua bên ngoài có huynh đệ trông chừng ngài bình thường sẽ không hỏi ta những vấn đề này tiếng lòng của ngài rất căng thẳng nghiêu hữu đạo khẽ mỉm cười mãi vẫn chưa gặp mặt có nhưng lời nói cũng không có cơ hội để nói người ở bên này như thế nào có an toàn hay không viên cương có hồ diên ra làm chỗ dựa cho ta chỉ cần vô duyên ra không đụng đến ta, người dám đụng đến ta ở kinh thành này cũng không nhiều, ta tạm thời sẽ không có chuyện gì, ngược lại bên phía ngài, ta cảm thấy ngài vẫn luôn có phiền phức quấn quanh người. Như hữu đạo, tạm thời vẫn đang trong khả năng chỉ phối của ta, sẽ không có chuyện gì. Viên cương, hồng nương kia là như thế nào, nghe nói ngài muốn cưới bà ta. Thu phục quản phương nghi hắn ta có thể hiểu, cưới quản phương nghi khiến hắn ta có chút kinh ngạc. Như hữu đạo cười, cưới hay không không quan trọng, do người khác nói đi. Chẳng qua người phụ nữ đó có chút thú vị, so với tưởng tượng của ta càng thích hợp hơn, có lẽ là so với tuổi tác trước đây của ta cũng không kém nhiều, trong lòng cũng dễ gần hơn, đối với ta mà nói, so với hát mẫu đơn càng thích hợp hơn, so với hát mẫu đơn cũng thành thục hơn. Nam nhân A, à, nếu bên cạnh đều là nam nhân, quá dương cương rồi, có nữ nhân bên cạnh sẽ hài hòa hơn, làm việc gì có nữ nhân bên cạnh cũng thuận tiện, tâm tình cũng vui vẻ. Ha ha, ở cùng với bà ta, ta muốn đứng đắn cũng đứng đắn không nổi, khá ẩm ý tự ta cũng cảm thấy bản thân trẻ ra không ít. Viên cương, lời này của ngài nếu như để hắc mẫu đơn nghe thấy, sợ là sẽ không vui. Làm như người hiểu nữ nhân lắm vậy, như hiểu đạo khinh thường một tiếng, ngón ta ở trên mặt bàn nhẹ nhàng đập, vừa ý thì vừa ý, nhưng vẫn khiến ta không an tâm bằng hắc mẫu đơn, bối cảnh của hắc mẫu đơn đơn giản dễ làm rõ, quá khứ của người phụ nữ này quá phức tạp, ta cũng không dám bảo đảm sẽ không có vấn đề, còn có những người bên cạnh bà ta, phải xem những việc trước mắt có thuận lợi hay không, nếu nhưng có thể thuận lợi quay về quận Thanh Sơn mới an tâm. Viên cương hiểu ý của hắn, đây là vẫn chưa xem Hồng Nương là người của mình, cũng đồng nghĩa gián tiếp trả lời rằng không thể cưới quản phương nghi, có điều việc hắn ta quan tâm là nghiêu hữu đạo nói rằng có thể thuận lợi quay trở về hay không, hỏi, rất nguy hiểm hay sao? Nguy hiểm ở nơi nào cũng có, nghiêu hữu đạo một lời cắt ngang, dương mắt nhìn chằm chằm hắn ta, từ từ nói, có lẽ ta sẽ không nán lại ở đây lâu, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rất nhanh sẽ rời khỏi đây hôm nay qua đây là muốn hỏi ngươi ngươi thì sao có dự định gì viên cương ngài muốn ta phải làm sao nghiêu hữu đạo quay về nhanh chóng quay về ban đầu ta không tán thành ngươi qua đây ngươi lại cứ khăng khăng ta cũng không tiện nói nhiều làm gì nhưng ngươi có lẽ hiểu thường bơi ở trong sóng sớm muộn gì cũng bị sặc nước dễ bị chết đuối nhất đều là những người tự cho mình biết bơi ngươi đã từ lộ mặt ở bên cạnh ta Sớm muộn gì cũng bị người khác nhận ra, đối với ngươi mà nói, chỗ này quá nguy hiểm rồi. Chương 510, nhiều Hữu Đạo, ngươi nói xem ta có nên hận ngươi hay không? Hôm nay hắn cố tình chạy qua đây là vì nói chuyện này. Chuyện bệnh này, không cần ta làm gì nữa hay sao? Chuyện nên làm ngươi đều làm giúp ta hết rồi, lần trước ngươi chuẩn bị đã giúp ta giàn xếp rất nhiều đường lui, chuyện đằng sau không cần ngươi lại đi mạo hiểm nữa. Nhưng ta vốn không có ra tay. Hầu tử, có lẽ ngươi hiểu Nơi này với thế giới mà chúng ta quen thuộc vốn không giống nhau, thế giới này là do tu sĩ khống chế, bản lĩnh của ngươi ở nơi này phát huy có hạn, theo sự khuếch trương thế lực của thương triều, tầng lớp tu sĩ mà ta tiếp xúc tất nhiên sẽ càng ngày càng cao. Hầu tử, quay về đi, đi vào phía sau màn, phía trước hãy để cho ta. Hai tay viên cương đặt lên bàn, cúi đầu, hắn ta hiểu ý của Ngưu Hữu Đạo, thực lực hiện giờ của hắn theo không kịp tiến độ của đạo gia, nói thực tế một chút nếu lại làm như vậy, sẽ trở thành gánh nặng cho đạo gia. Có những chuyện bày rành rành ra đó, không cần phải nghi ngờ điều gì, hắn ta quá hiểu đạo gia rồi, biết rằng bản thân, biết rằng bản thân một khi xảy ra chuyện, đạo gia sẽ không thể nào bỏ đó không lo. Một câu đi vào phía sau màn, phía trước hãy để cho ta. Khiến cho tâm tình hắn ta trở nên cực kỳ phức tạp, ở kiếp trước, đạo gia có bất kỳ chuyện gì cũng để cho hắn ta ra mặt, những chuyện nguy hiểm như đánh đánh giết giết, trước giờ vẫn là do hắn ta xông ở phía trước, bây giờ, hắn ta cảm thấy bản thân đã trở thành phế vật vô dụng. Đạo gia, ngài trở về đi, ta muốn ở một mình thử xem. Nghe thấy lời này, gương mặt nghiêu hiểu đạo có rút mạnh mẽ một cái, vươn tay đến trước mặt hắn ta gõ bàn một cái, giọng nói mang chút giận dữ nói, được, ta đã từng hứa với ngươi, một ngày nào đó khi ngươi không muốn ở bên cạnh ta nữa, bất kỳ lúc nào ngươi cũng có thể rời khỏi, nhưng tình hình hiện tại không giống như vậy. Hầu tử, ta tuy rằng không muốn can thiệp tự do của ngươi, nhưng ta không muốn thấy ngươi xảy ra chuyện lý tưởng này tuy là thứ tốt cũng rất đẹp nhưng ít nhiều cũng phải chú ý đến thư xê tế một chút một mực đánh nhau sẽ hại đến những thủ hạ của ngươi ngươi nên suy nghĩ một chút vì những huynh đệ dưới trướng của ngươi viên cương vẫn cúi đầu như cũ đạo ra hãy để ta thử một chút đi ngươi nghiêu hữu đạo đột nhiên đứng dậy chỉ hắn ta chỉ rất lâu cuối cùng phất tay áo đi khỏi nhưng vào thời khắc đi đến cửa chuẩn bị mở cửa hắn lại dừng bước quay lưng nói vẫn là câu nói đó, một ngày nào đó khi ngươi không muốn ở bên cạnh ta nữa, bất kỳ lúc nào ngươi cũng có thể rời khỏi, cho nên ta tôn trọng quyết định của ngươi. Chỉ có điều có chuyện gì không muốn chống đỡ, hai đời làm người, một đời huynh đệ, có chuyện nhớ liên lạc. Dứt lời mở cửa rời đi, viên cương ngẩng đầu, đột nhiên đứng dậy, đuổi theo ra ngoài, hét một tiếng, đạo ra. Bóng dáng nghiêu hữu đạo biến mất ở góc rẽ dưới cầu thang, không dừng bước, cũng không quay đầu lại. Bởi vì hắn hiểu rõ hầu tử là người như thế nào, nghĩ thông sẽ nghe lời hắn mà rời khỏi nghĩ không thông nói nhiều thêm cũng không ích gì việc hầu tử không muốn làm hắn ép không được cũng sẽ không ép ầm um, viên cương đột nhiên ra quyền đá gỗ bay loạn một quyền đánh ra một lỗ trên tường lúc đám người viên phong ở bên dưới chạy lên hai tay viên cương chống lên tường cúi đầu nhắm mắt lần trước lén lút ra ngoài làm gì rồi tâm tình gần đây của ngươi có chút không đúng phù phương viên quản phương nghi đi đến dưới bóng cây hỏi có sao Nghiêu hữu đạo ngồi dưới bóng cây ngẩng đầu, quản phương nghi vươn tay lấy bầu rượu đặt một bên ở trên ghế, sờ bầu rượu lên ngửa đầu, một dòng nước vẽ ra đường vòng cung, rót vào miệng bà ta. Nghiêu hữu đạo nằm trên ghế ngẩng đầu nhìn bà ta, thưởng thức động tác yêu nhã ẩn hiện chút phóng khoáng của người phụ nữ này, chợt sững sờ. Quản phương nghi nuốt ừng ực mấy ngụm đột nhiên vung tay áo phất một cái, đem hũ rượu ném vào trong hồ nước ở phía xa, ngưng tay áo lau miệng, ngồi xuống bên cạnh, người đã đến tay rồi, ngô lão nhị đã mang người đi nghiêu hiếu đạo cũng cảm thấy tâm tình bà ta có chút không đúng hỏi vẫn thuận lợi chứ suýt chút nữa xảy ra chuyện lão bộc bên cạnh trương hành thủy lại là tu sĩ âm thầm bảo vệ thực lực cường hãn nếu như không phải ta trước đó đã cho mô lão nhị bọn họ một đạo phù triển đề phòng vạn nhất lần này e là đã phá nát rồi còn có trên người trương hành thủy có một tấm bạch cốt làm hộ thân phù chỉ cần hộ thân phù trên người hắn ta mẫu quỷ bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ra vị trí của hắn ta mà chỉ cần mở tấm hộ thân phù đó ra, Mẫu Quỷ liền biết hắn ta xảy ra chuyện. Nét mặt nghiêu Hữu Đạo ngưng trọng, Mẫu Quỷ biết rồi. Quản Phương Nghi, may mắn, Trương Hành Thủy chưa từng gặp qua chuyện này, nhất thời khẩn trương, không thuận lợi mở tấm phù đó, bị Ngô lão nhị bọn họ kịp thời khống chế rồi. Hành vi Trương Hành Thủy cũng dẫn đến sự hoài nghi của Ngô lão nhị bọn họ, cái miệng của hắn ta ra, mới biết quỷ mẫu vậy mà lại biết loại tà thuật này. Có thể khẳng định người của Tam đại phái cũng không biết quỷ mẫu biết loại tà thuật này chỉ ít đệ tử tam đại phái bên cạnh anh vương không biết, bằng không nhất định sẽ nhắc nhở ngô lão nhị bọn họ. Quá hiểm rồi, ngô lão nhị bọn họ bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh, nếu như không biết rõ tình hình, bị quỷ mẫu tìm dến, bọn họ đâu còn mạng để sống. Nguy hiểm thật, quả thật là quá nguy hiểm, như hiểu đạo cũng khẩn trương theo, vô cùng nhẹ nhóm thở phào một hơi, một khi để quỷ mẫu biết trương hành thuy xảy ra chuyện, bên này lại không thể kịp thời liên lạc với quỷ mẫu, quỷ mẫu nhất định sẽ liên lạc với Tây Viện Đại Vương Hạo Vân Thắng hỏi tình huống gì, sự việc lập tức bại lộ, vạn nhất nếu như đối phương tương kế tự kế, vậy thì không phải là chuyện có thể cướp chiến mã của ta hay không rồi, mọi người làm không tốt tất cả đều mất mạng. Chúng ta cũng nên đi rồi, người của phù phương viên bắt đầu chuyển đi đi. Như Hữu Đạo đứng dậy nói, quản phương nghi đứng dậy theo, đôi mắt sáng nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, cũng chân thành nói, Như Hữu Đạo, tôi lần này nếu như theo ngươi đi rồi, nhưng dù là mang tài sản sinh mệnh giao lên người ngươi, ta có thể tin ngươi không? Nghiêu hiểu đạo dường như hiểu tâm tình không đúng của bà ta từ đâu mà ra, vẫn là câu nói đó, ngươi không phụ ta, ta sẽ càng không phụ ngươi. Huống hồ ngươi hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng ta, ngươi đã không còn đường lui rồi, ngươi hiện tại hối hận có ích không? Đừng nói chuyện khác, ngươi biết quá nhiều rồi, cũng tham dự quá sâu rồi, ta một khi xảy ra chuyện bại lộ, có chút bí mật, ngươi nói ngươi không biết, ngươi cảm thấy hiểu nguyệt khác sẽ tin ngươi sao? Quản Phương Nghi không trả lời hắn, mà từ từ xoay người, nhìn quanh phủ Phương viện này, ánh mắt mơ màng, trong miệng lẩm bẩm, nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở nơi này, có quá nhiều hỉ nộ ái ố đều chút hết ở nơi này, cuối cùng phải rời khỏi nơi này, có nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ rời khỏi nơi đây kiểu này. Nưu Hữu Đạo, người nói xem ta có nên hận ngươi hay không? Có nên hận ta hay không, ta nói không được tính, để cho thời gian trả lời. Đây là câu trả lời Như Hữu Đạo cho nàng sau đó nghiêu hữu đạo cho người gọi phong ân thái sang gọi đến thư phòng của quản phương nhi mời đến trước bản đồ trở về quận thanh sơn phong ân thái kinh ngạc cũng giật mình chuyện chiến mã vẫn chưa sắp xếp chúng ta cứ như vậy trở về nghiêu hữu đạo lắc đầu không phải chúng ta là các ngươi là đệ tử thiên ngọc môn các ngươi quay về chuyện chiến mã để ta xử lý vẻ mặt phong ân thái nghiêm túc nói như vậy sao được ta ngươi là huynh đệ loại chuyện này đại ca ta đây làm sao có thể đem trọng trách ném cho một mình ngươi. Lời này, ông ta cũng chỉ là khách khí nói, nếu như có sự lựa chọn, ông ta cũng không muốn tiếp tục rông dài như vậy. Nghiêu hiểu đạo, đại ca, người từng nói, chuyện chiến mã nghe theo sự điều khiển của ta. chương 511, quỷ mẫu, này, phong ân thái do dự, hoài nghi nói, người ở lại chỗ này chuẩn bị làm như thế nào. Không cần hỏi, các ngươi đi trước, hơn nữa phải lặng lẽ đi, phải giữ bí mật. Nghiêu hiểu đạo dặn dò cặn kẽ một phen, phong ân thái không hiểu được hắn rốt cuộc đang muốn làm cái gì, nhưng quyền chủ động đang nằm trên tay của đối phương, không lay chuyển được hắn, thêm nữa cũng không cần làm cái gì, chỉ là để bọn họ quay về quận Thanh Sơn mà thôi, cuối cùng đáp ứng. Sau khi phong ân thái rời khỏi, nghiêu hiểu đạo đứng ở trước bản đồ nhìn chằm chằm bản đồ không nói. Chỉ có trong lòng hắn là rõ ràng nhất, cái chết của Ngụy Trừ là hiểu nguyệt cát muốn dụ hắn rời khỏi kinh thành, một khi hắn rời khỏi, đã không còn là lệnh Hồ Thu muốn ra tay với hắn nữa hay không, mà là Hiểu Nguyệt các nhất định sẽ ở trên đường ra tay với hắn, hắn không thể để Hiểu Nguyệt các biết phương hướng đi của bản thân. Đệ tử Thiên Ngọc môn chẳng qua chỉ là một nhánh nhân mã dùng để che mắt người. Một khi Hiểu Nguyệt các phát hiện hắn trốn khỏi kinh thành, thế nào cũng sẽ tiến hành lục soát toàn diện. Hắn không biết thế lực của Hiểu Nguyệt các ở kinh thành lớn mạnh đến cỡ nào, cũng không biết đệ tử Thiên Ngọc môn mà Phong Ân Thái dẫn đầu có thể tránh thoát sự lục soát của Hiểu Nguyệt các hay không dù sao một đoàn người lớn như vậy rất dễ dẫn đến sự chú ý của người khác mặc dù hắn đã dặn dò phong ân thái phải dịch dung phải lặng lẽ rời đi cho dù hiểu nguyệt các không phát hiện ra hành chung của đệ tử thiên ngọc môn hắn cũng sẽ làm bại lộ hành tung của đám phong ân thái phải dịch chuyển sự chú ý của hiểu nguyệt các phải cố gắng hết sức khiến hiểu nguyệt các tập trung lực lượng ở nước tề truy sát phong ân thái bọn họ như thế có thể giảm bớt áp lực và mạo hiểm lớn nhất cho bản thân hắn tranh thủ thời gian để bản thân rút lui Hắn biết như vậy không khác nào để đệ tử Thiên Ngọc Môn đi chịu chết, cũng không khác nào để Phong Ân Thái đi chịu chết. Đối đầu với quái vật khổng lồ như Hiểu Nguyệt Các, Nhiều Hiểu Đạo rất rõ ràng, mọi người muốn toàn bộ toàn vẹn rút lui không tổn thất là không thể nào, tránh không khỏi việc có người phải an nghỉ ở nội cảnh nước tề, hy sinh ai là quyết định vô cùng khó khăn. Bên phía quỷ mẫu, còn cần sự giúp đỡ của Quản Phương Nghi, hy sinh người của Phù Phương Viên, Quản Phương Nghi sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Hắc mẫu đơn và công tôn bố bọn họ còn có đệ tử của Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông và Linh Tú Tông, đã cách xa bên này nên không nói, hơn nữa đều là người đứng về phía bên này, kết quả là, đối tượng hy sinh đầu tiên là ai dường như cũng không khó lựa chọn. Phù Phương Viên, đệ tử Thiên Ngọc Môn đã nhanh chóng rút lui, chia thành tốt nhỏ, sau khi hóa trang dịch dung, từng người một lặng lẽ rời khỏi Phù Phương Viên. Nhân viên của Phù Phương Viên cũng phân lượt rời khỏi, sau khi hóa trang dịch dung, đi qua mật đạo của Quản Phương Nghi rời đi, rất nhiều nhân viên của phù phương viên tới lúc này mới biết phù phương viên lại có một mật đạo như thế. Mà Nghiêu Hữu Đạo và Quản Phương Nghi thì lại kết giao ở kinh thành du ngoạn, thu hút sự chú ý để mọi người rời khỏi. Hãm âm sơn, cấm khu của dân du mục ở Thảo Nguyên. Ở nơi đây cũng không có cách nào chăn thả, không biết vì lý do gì, quanh năm bị mây đen che phủ, lâu dài có xét đánh sấm chấp xuyên qua mây đen, thỉnh thoảng sẽ có sấm xét đánh xuống răng nanh sen kẽ gầy trơ xương ở trên núi, ở giữa sơn cốc truyền vang tiếng vọng, Ít ánh mặt trời, không có một ngọn cỏ, vậy làm sao có thể chăn thả? Vùng trung bộ gầy khô quỷ dị lại u ám, khí tức âm u quanh năm phun trào, tụ hợp vào trong mây đen ở trên không, vùng đất âm khí dâng trào giống như một cái phếu khổng lồ trên mặt đất. Địa thế trong cái phếu phức tạp, quanh có khúc khuỷu, con đường từ trên xuống dưới cũng không thể xem như là đường, đi về đủ loại hang động âm u to nhỏ hình thù kỳ quái. Một cơn rông, lại khiến nước mưa bốn phía ảo ảo chảy về giữa cái phếu, chảy về con sông dưới đất trên con thuyền lấy hài cốt cự thú làm xương ức, từ đầu tới cuối một vị quỷ tu sắc mặt tái nhợt lái thuyền, lão bát đứng ở giữa hết nhìn đông tới ngó tây, gã ta cũng là quay về nơi này trước. Gã ta ở gần hãm âm sơn đợi đã lâu, sau khi nhận được tin của phù phương viên, lập tức chạy đến. Bốn phía thỉnh thoảng bốc lên từng đoàn ma chơi xanh mơn mởn bay bổng hình chiếu trong nước thành đôi. Còn có quỷ hồn chưa ra hồn kia, đang bồng bềnh đang vung vẩy ống tay áo uyển chuyển nhảy múa, đang yếu ớt ca hát, như khóc như kể phía trên như ngọn măng đảo ngược, giọt nước nhỏ xuống hòa vào trong nước, tiếng tinh tong trong veo lại có lực xuyên thấu, giống như có sức mạnh thần bí đánh vào trong tâm hồn. Thuyền bạch cốt cập bến, một tên quỷ tu bước lên bậc thềm, mời lão bắt theo hắn ta đi. Bậc thềm dài đằng đẵng hai bên, hỏa lô đồng thiếc, ánh lửa lập lè, từng đôi sắp xếp cách nhau nối thẳng lên miệng của bộ xương khô màu đen. Người dẫn đầu dừng bước ở trước bộ xương khô to lớn, chỉ có một mình lão bắt tiếp tục đi về trước, đi vào một địa cung. Đi qua một đoạn tối om, phía trước xuất hiện ánh lửa xanh mơn mờn, đi đến cuối, đã ở trong cung điện. Trong cung điện có 9 hỏa lô, trái phải xung quanh có 4 cỗ, ở giữa có một cỗ lớn nhất, thiêu đốt ma chơi xanh mơn mờn, khiến cho tất cả xung quanh điện đều phủ màu xanh quỷ dị, lực thẩm thấu ánh sáng xanh mạnh, khiến người khác nhìn không rõ hoa văn điều khác trên bức tường ở xung quanh. Lão bát dừng bước ở trong điện ngắm nhìn bốn phía, không có một ai. Trương Hành Thụy không thể nào cho người mang thư tới đây, nói đi, ai bảo ngươi tới đây tiếng nói của một người phụ nữ trống rộng âm u vang vọng trong điện trong ngữ điệu băng lãnh có ý vị cao cao tại thượng lão bát nhanh chóng quay một vòng vẫn là không thấy người cũng không biết tiếng nói từ đâu đến lão bát đánh giá xung quanh rồi trả lời quỷ mẫu minh giám quả thật không phải là trương hành thụy bảo ta mang thử đến thoái thác ta mang thư đến là người khác đối phương đã nói quỷ mẫu ít giao du với bên ngoài ta chỉ có thể nói ra trương hành thụy mới có thể gặp quỷ mẫu thư ở đây từ trong ngực móc ra phong thư, hai tay dâng lên. Vù, tiếng gió trong điện nổi lên, gió lạnh từng cơn, ma chơi xanh mơn mởn trong hỏa lô ở xung quanh tăng vọt, hóa thành tám con hỏa long xanh biếc, đánh chúng vào trong hỏa tôn ở chính giữa. Ma chơi ở trong hỏa tôn ở chính giữa lập tức dâng trào, che mất hỏa tôn, mở rộng ra bên ngoài, đến gần trước người lão bát, khiến lão bát nhanh chóng lùi về sau mấy bước. Trong ngọn lửa, một người phụ nữ hắc y đẹp lạnh lùng từ trong hỏa tôn bước ra, đi ra từ trong ngọn lửa xanh lục gừng lực cháy, giống như đi xuống người bậc, chậm rãi đi đến trước mặt lão bát. Người phụ nữ hắc y dừng bước, lục diễm quỷ hỏa nhanh chóng co rút lại, mang theo tóc dài của phụ nữ áo choàng tung bay. Hỏa quỷ trong chính con hỏa tôn khôi phục nguyên dạng, tóc dài của người phụ nữ phất phơ cũng nhẹ nhàng hạ xuống. Người phụ nữ hắc y xinh đẹp lạnh lùng, ca gầy thướt tha, làn da trắng nõn hơn cả tuyết, ngón tay thon dài vươn ra, móng tay dài nhọn điểm vào trán của lão bát, chậm chậm trượt lên gương mặt của lão bát. Đầu ngón tay lạnh băng, lão bát cảm giác giống như là một khối băng đang trượt trên mặt mình. Ngón tay trên mặt của lão bát thu về, chậm chậm điểm lên trên phong thư kia, nắm lấy, lấy được phong thư trong tay lão bát. Người phụ nữ hắc y chậm chậm mở phong thư trong tay ra xem, mặt không cảm xúc, nhìn không ra trên mặt nàng ta có bất kỳ sự thay đổi cảm xúc nổi, nhưng mà trong mắt nàng dần dần toát ra ánh sáng xanh, biểu lộ rõ tâm tình tức giận của nàng ta. Vù! Tiếng gió ở lỗ trống lại lần nữa vang lên trong điện, quỷ hỏa ở trong hỏa tôn ở bốn phía lại lần nữa tăng vọt, hóa thành tám con rồng cùng nhau phẫn nộ bắn về phía lão Bát. Chương 512, lệnh hồ thu xa lưới 1. Hai tay lão Bát vung lên, thi triển pháp cương hộ thể. Ầm, uhm, tiếng quỷ hỏa va chạm, ngọn lửa xanh biếc vây khốn thiêu đốt quả cầu vô hình. Lão Bát cảm thấy pháp cương hộ thể của mình dưới sự dày vò của quỷ hỏa tiêu hao dữ dội, không gian bảo vệ đang nhanh chóng thu nhỏ lại, không khỏi gấp gáp nói: người giết ta rồi bọn họ cũng sẽ không giết trương hành thụy nếu như ta không thể sống sót quay trở về bọn họ chỉ chém cánh tay của một nhà bốn người trương hành thụy mà thôi tóc dài của phụ nữ hắc y tung bay tức giận thư trong tay dưới ngọn lửa xanh lục đã hóa thành cho bụi tiện tay từ trong ngọn lửa màu xanh rút ra một cây giáo giống như thạch anh màu xanh siêu một tiếng đâm ra ầm um, pháp cương hộ thể của lão bát vỡ vụn nổ tung lục diễm cả người phun máu bắn ra rơi đập xuống đất nôn ra máu hơi tàn Tiếng kim loại ma sát khiếp người vang lên, mũi giáo của cây giáo màu xanh ở trên mặt đất kéo ra tia lửa màu xanh, cuối cùng chạm vào tim của lão Bát. Lão Bát thở hổn hển và người phụ nữ từ trên cao nhìn xuống mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt đầy lửa giận nhìn nhau, cười, một chút dịu dàng ở nhân gian, Trương Hành Thụy, con trai, con gái, phu nhân của Trương Hành Thụy. Trên giường, thời gian vừa tới, cấm chế tự động giải trừ, một đôi vợ chồng trông coi lối ra mật đạo giúp quản phương nghi chậm rãi tỉnh lại. Nam nhân nhanh chóng chạy ra cửa chạy đến bên cạnh chuồng ngựa chỉ thấy lối ra mật đảo đã hồi phục như cũ nhìn không ra bất kỳ manh mối nào quay người nhìn về phía mặt trời mọc lên phát hiện đã là một đêm qua đi a à, sơn phụ nữ trong nhà kêu một tiếng nam nhân nhanh chóng chạy về trên tay phu nhân cầm tấm giấy còn có một túi tiền nam nhân nhận lấy xem xét trong túi tiền tràn đầy kim tệ mà tờ giấy là một phong thư là phong thư mà quản phương nhi để lại cho vợ chồng bọn họ trong thư nói rõ một túi kim tệ kia là để lại cho vợ chồng bọn họ, đề nghị bọn họ rời khỏi nơi này. Ngọc Phương Phủ, nhà hoàn mở ra một cái hộp, Ngọc Bội đẩy tới đinh đang, nhang nhung tinh xảo trước mặt Ngọc Phương Phi. Trong hộp đặt khế nhà và khế đất, còn có một phong thư. Ngọc Phương Phi mở phong thư ra xem, là thư nghiêu hiếu đạo để lại cho nàng ta, ủy thác nàng ta bán phủ phương viên, tiền bán đi qua tiền trang chuyển tới quận Thanh Sơn cho hắn. Trong viện cách phủ phương viện không xa, lệnh hồ thu cũng nhận được một phong thư, mở ra xem nội dung, vẻ mặt từ từ co rúm. Thư cũng là Nghiêu Hữu Đạo gửi cho y, Nghiêu Hữu Đạo nói bản thân tôn trọng ý kiến của y quay trở về quận Thanh Sơn trước rồi. Nói lý do không từ mà biệt, là sợ trên đường nguy hiểm, không muốn tiếp tục liên lụy y, đã làm phiền y đủ rồi. Chuyện chiến mã, Nghiêu Hữu Đạo bảo y lượng sức là được, tiền thuê sát thủ sẽ nhanh chóng nghĩ cách kiếm cho y. Ta đi phù phương viện xem xem, lệnh hồ thu thuận tay ném thư cho hồng tụ, hồng phất, bản thân nhanh chóng rời đi. Khi nhanh chóng chạy đến phủ Phương viện, cửa lại mở đến cả người trông cửa cũng không có, trong viện vô cùng yên tĩnh. Tam đệ, đại ca, lão tam, Lệnh Hồ Thu một đường nhìn đông ngó tây, hét: "Đi đến trong viện!" Tiếng hét im bặt, nhìn thấy một dáng người khôi ngôi đang quay lưng về phía y. Người đó chậm rãi quay người lại, lạnh lùng, từ cách ăn mặc nhìn ra, là một thái giám khôi ngôi. Lệnh Hồ Thu đột nhiên quay người nhìn xung quanh, chỉ thấy một đám người xuất hiện, đệ tử Tam đại phái xông tới lui không thể lui, chạy không thể chạy. Lệnh hồ thu nghi ngờ không thôi, trong lòng đủ loại ý nghĩ thoáng qua, không dám xác định là chuyện gì xảy ra, điều duy nhất có thể xác định là bản thân có khả năng gặp phiền phức lớn rồi. Những người trước mắt này là thế lực lớn nhất ở nước tề, y không thể chống lại được, cũng không thể chống lại. Đối diện với những người này, phản kháng không có tác dụng, y cũng biết bản thân chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tự vấn, hoặc là nghe lời. Khép lại, sau khi bao vây y, đệ tử tam đại phái ngưng áp sát. Dưới tình huống ngay cả tình hình cũng không làm rõ, lệnh hồ thu làm sao có thể dễ dàng tự vấn, quay người đối diện với thái giám kia chắp tay nói, xin hỏi tôn tính đại danh của nội thị đại nhân. Thái giám khôi ngô ngữ điệu âm trầm nói, ta là ai không quan trọng. Lệnh hồ thu chỉ người vây quanh bốn phía, nhưng mà tại hạ đã phạm tội gì? Thái giám khôi ngô, người có phạm tội hay không, ta không biết. Lệnh hồ thu, vậy tại hại không hiểu có ý gì, Chẳng lẽ trong kinh thành không còn phép tắc hay sao? Thái giám khôi ngô, người tuân thủ phép tắc là được, ta làm việc không cần phép tắc gì, chỉ cần nghe theo lệnh là được. Đối phương nói như vậy, lệnh hồ thu còn có thể nói gì, xem động tĩnh của đối phương như vậy, im mơ hồ linh cảm được đối phương đang đợi điều gì. Ngoài cửa viện, một tên thái giám trẻ tuổi xuất hiện, gật đầu với bên này. Có chút chuyện phải hỏi ngươi, đi với chúng ta một chuyến đi. Thái giám khôi ngô ra dấu tay trong đám người vây quanh lập tức có hai người đi ra đến gần lệnh hồ thu lệnh hồ thu được gọi là tình thế khó xử phản kháng cũng không được không phản kháng cũng không được trong lúc đang do dự hai người tiến lên đột nhiên ra tay khống chế y áp giải y đi ra ngoài cứ như vậy bó tay chịu trói trong lúc trong đầu lệnh hồ thu còn đang suy nghĩ đối sách chỉ thấy trước mặt lại xuất hiện một đám người kéo hai người đi chơi hai người phụ nữ hôn mê chính là hồng tụ và hồng phất lệnh hồ thu giật nảy mình ầm sau gáy đột nhiên chịu đòn nghiêm trọng, mắt tối sầm lại, nháy mắt mất đi ý thức. Thái giám khôi ngôi nhìn chằm chằm lệnh hồ thu cúi đầu suy nghĩ, hờ hững nói, bí mật tạm giam, không được để lội tin tức. Thảo nguyên minh mông, chập trùng bất định, như hữu đạo, quản phương nghi, hứa lão lục, trần bá, thẩm thu, một nhóm năm ngựa phi ầm ầm. Những người khác của phù phương viên, như hữu đạo không cho quản phương nghi mang theo bên mình, nhiều người quá trói mắt, tụ tập một chỗ chưa chắc đã an toàn, nên đánh lẻ rồi, nói cho chỗ cần đến, bảo bọn họ chia ra đi đến quận Thanh Sơn. Mà năm người bọn họ cũng dịch dung rồi, nhiều hữu đạo lại biến thành hán tử dâu quai nón kia, quản phương nhi cũng cải trang thành nam nhân. Lệnh hồ thu mỗi ngày đều chạy đến phủ phương viên hỏi thăm việc khi nào gặp Hảo Vân Đồ, hôm qua sau khi gặp mặt lệnh hồ thu lần cuối, chạng vạng tối trước khi đóng cửa thành, bọn họ liền lẳng lặng rời khỏi thành. Mấy người bọn họ cũng có thể nói là những người cuối cùng rời khỏi phù phương viên, vì thu hút sự chú ý để những người khác thuận lợi rời đi hoàng hôn ngày hôm qua rời khỏi thành cho đến bây giờ năm ngựa một đường bôn ba không ngừng đi đường suốt đêm sớm đã rời xa tề kinh thảo nguyên này và những nơi khác không giống nhau khắp nơi là đường bây giờ còn muốn dễ dàng tìm ra hướng đi của bọn họ không dễ dàng một đêm đến bây giờ quản phương nghi dường như không nói gì có thể thấy được cứ như vậy rời khỏi tề kinh rời khỏi phú phương viên đối với tâm tình của quản phương nghi ảnh hưởng rất lớn nhiều hữu đạo ngoại trừ dọc đường chỉ huy, cũng không nói gì, tâm tình của hắn cũng không vui, bởi vì viên cương. Bọn họ không biết bên phía tê kinh có phải quang đáng hay không, sắc trời ở trước mắt u ám, càng ngày càng ảnh hưởng đến tâm tình của người khác. Một con kim xí sí từ trên trời hạ xuống, thẩm thu giơ tay đón lấy, rút ra mật thư xem qua, nhanh chóng tiến lên phía trước bẩm báo cho nghiêu hữu đạo. Một nhóm sông lên sườn núi, chỉ thấy phía trước đã là biên giới ô vân, từng cây cột sáng từ trong khe hở ô vân chiếu xuống mặt đất, cỏ xanh lay động theo gió như sóng, một dòng sông uốn lượn như băng gấm phát sáng, ẩn ẩn có dê bò thành bầy tô điểm, phong cảnh tráng lệ, có lực đánh vào thị giác của người khác cực lớn. Ánh mắt quản phương nghi lộ ra kinh ngạc, phong cảnh tráng lệ trước mắt, còn có phần bao la vô tận kia, dường như nháy mắt lôi kéo bà ta từ trong tâm tình u ám ra ngoài, lại khiến cho bà ta mơ hồ có chút kích động. chương 513, lệnh hồ thu xa lưới 2. Bao nhiêu năm rồi, ở tề kinh ngây ngốc biết bao nhiêu năm, đã quên mất bao nhiêu năm rồi chưa thấy qua cảnh đẹp hùng vĩ tự nhiên như thế. Vào giờ phút này, bà ta mới thật sự cảm nhận được lời nói như hữu đạo từng nói với bà ta, bà ta là một con chim, cuối cùng thoát khỏi cái lồng kia rồi, trời cao đất rộng, có thể tự do bay lượt. a à, Quản Phương Nghi đột nhiên giang hai cánh tay, cao giọng hô to. Trần Bá và hứa lão lục hai mắt nhìn nhau, nhóm người cứ như vậy hô to theo bà ta xông xuống sơn khâu. Nghiêu Hữu đạo đi bên cạnh cũng chịu sự lây nhiễm của bà ta, nhìn phong cảnh bao la phía trước dường như hiểu được cảm giác của bà ta lại nhìn tư thế người phụ nữ mắt ngọc mày ngày này cưỡi trên con ngựa cao to khỏe mạnh mà màu lông phát sáng hiện tại mới phát hiện người phụ nữ này thay đổi nam trang lại có một cỗ phong tình khác không biết nguyên nhân có phải là biết người này là phụ nữ có một chút như hiếu đạo cũng không thể không cảm thán từ dáng vẻ bây giờ của bà ta có thể cảm nhận được bà ta ngày trước không biết người phụ nữ này thời còn trẻ mỹ mạo như thế nào được bao nhiêu nam nhân vây quanh bên cạnh bà ta đừng có kêu khóc om sòm nữa, tiếp tục hét nữa, sẽ dụ sói đến đấy. Nghiêu hữu đạo nhắc nhở một tiếng, đi, quản phương nghi xì một tiếng, vung roi quất, bị nghiêu hữu đạo vung roi ngựa trêu chọc. Ha ha, hứa lão lục và thẩm thu cười ra tiếng, ngay cả người ăn nói ý tứ như trần bá cũng mỉm cười, đều cảm thấy tâm tình vui sướng của quản phương nghi. Này, bây giờ có thể nói được chưa? Quản phương nghi dường như đã có tinh thần quan tâm những chuyện khác. Nghiêu hữu đạo không hiểu, nói cái gì? Quản phương nghi, bộ tầm A, trong bức thư ngươi gửi bộ tầm viết cái gì? Nghiêu hiểu đạo thở dài, y bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa, nhưng dù sao cũng là một hồi huynh đệ, chỉ cần không triệt để vạch mặt ở trước mặt, ta cũng hy vọng có thể cho y một con đường sống, hy vọng có thể cứu y một mạng. Lệnh hồ thu, quản phương nghi kinh ngạc, Như hiểu đạo trầm mặc, lệnh hồ thu ngoài mặt cũng sẽ không phòng bị việc ăn uống ở bên này, thực ra hắn có rất nhiều cơ hội ra tay với lệnh hồ thu, nhưng vẫn là xin bộ tầm giúp đỡ khống chế lệnh hồ thu, cũng là giúp cho bản thân tranh thủ chút thời gian để rời khỏi, không để cho Hiểu Nguyệt Các có thể kịp thời phản ứng. Hắn chỉ có rời xa Tề Kinh càng xa, phạm vi tìm kiếm mới có thể càng lớn, càng có thể tạo khó khăn cho việc tìm kiếm của Hiểu Nguyệt Các. Hắn không biết thế lực của Hiểu Nguyệt Các ở Tề Kinh lớn đến cỡ nào, nhưng hắn nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, chuẩn bị nhiều cho phương diện này. Trước tiên âm thầm chạy trốn, lại lợi dụng lệnh hồ thu kéo dài thời gian phản ứng của Hiểu Nguyệt Các. Cuối cùng lợi dụng Thiên Ngọc môn thu hút lực lượng truy sát của Hiểu Nguyệt Các, tiết lộ một bước, lại kéo dài một bước, từng tầng một kéo dài, dùng hết khả năng làm giảm đi nguy hiểm phía bên này, bên này mới có thể an toàn thoát thân. Tâm tư xoay chuyển trên người lệnh Hồ Thu, lại chuyển lên đầu Phong Ân Thái, không biết Hiểu Nguyệt Các đuổi kịp đệ tử Thiên Ngọc môn sau khi phản ứng có buông tay hay không. Nghĩ đến dưới hoàn cảnh cảnh giác rối phức tạp này bảo vệ bản thân, hắn cũng khó. Đại nội hoàng cung, trong đình ven hồ, Hạo Vân Đồ chầm chậm thưởng thức một chén canh, mặt hồ sóng nước lăn tăn. Bộ tầm từ bên ngoài bước vào, đi vào trong đình, cười hỏi, bệ hạ, có hợp khẩu vị không? Cũng được, Hạo Vân Đồ đáp lại, lại hỏi, đem người đến rồi. Bộ tầm lập tức nghiêng đầu tỏ ý với người hầu trong đình một chút, sau khi đợi những người khác lui xuống, mới trả lời, đã giam lại rồi. Hạo Vân Đồ, không phải huynh đệ kết bái sao, sao không giữ lại y, y không thể rời khỏi. Bộ tầm, không rõ, muốn hỏi cũng không có cơ hội, thư đến bên này, hắn đã chạy rồi, tên này vô cùng quỷ dị, hắn chỉ nói hy vọng có thể giam lệnh hồ thu lại, có thể giam giữ bao lâu thì giam giữ bấy lâu, cả đời cũng được. Có điều người bên dưới ngược lại từ trên người đám người lệnh hồ sung lục soát được thứ này. Từ trong ống tay áo lấy ra một hộp gỗ nhỏ, mở ra, bày trên bàn cho Hảo Vân đồ xem, chỉ thấy bên trong có hai viên thuốc lẳng lặng nằm đó, một đỏ một đen. Hảo Vân đồ, thứ gì? Bộ tầm chỉ vào giải thích, đã cho người thử nghiệm qua, màu đỏ là khổ thần đan, màu đen là thuốc giải. Người dùng khổ thần đan, nghe nói một khi dược hiệu phát tác, nỗi đau đó ngay cả thần tiên cũng không chịu được, cho nên mới gọi là khổ thần đan. Thậm chí tác dụng hóa giải của thuốc giải này cũng không triệt để, chỉ có thể hóa giải trong 3 tháng, 3 tháng sau nhất định lại phải dùng thuốc giải lần nữa. Thứ này là độc môn bí phương dùng để không chế người khác của hiểu nguyệt các. Câu cuối cùng ý tứ thâm sâu. Hạo Vân đồ dương mắt nhìn, người nói là, lệnh hồ thu này là người của Hiểu Nguyệt Các. Bây giờ nghĩ lại hành vi trước đây của lệnh hồ thu này, ngược lại hoàn toàn có khả năng. Ha, chuyện này có chút thú vị, Hiểu Nguyệt Các vậy mà lại phái người đặc biệt canh giữ bên cạnh tên Nhiêu Hữu Đạo kia, xem tình hình này, Nhiêu Hữu Đạo dường như đã biết thân phận của tên lệnh hồ thu này. Hắn đã lặng lẽ chạy mất, đã thoát khỏi tên lệnh hồ thu này, lại còn mượn tay của quả nhân giam giữ người lại, là có ý này hoặc là muốn cho lệnh hồ thu một con đường sống, hoặc là không muốn gánh tiếng xấu giết hại huynh đệ kết bái, hoặc là cả hai ý. Ồ, nói như thế nào, đạo lý rất đơn giản, lệnh hồ thu có lẽ không biết nhiều Hiếu đạo đã biết được thân phận của y, bằng không sẽ không có việc không một chút cảnh giác mà xa vào lưới. Như vậy, đã nói rõ nhiều Hiếu đạo có cơ hội ra tay với lệnh hồ thu, nhưng hắn lại không làm vậy. Thế của nghiêu hữu đạo không thể so sánh thế với của bệ hạ, lệnh hồ thu rơi vào tay của hắn đối với hiểu nguyệt các mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng rơi vào tay của bệ hạ lại không giống như vậy hiểu nguyệt các sẽ lo sợ kể từ khi lệnh hồ thu rơi vào tay bệ hạ thân phận của lệnh hồ thu ở trong hiểu nguyệt các đã bị phế bỏ hiểu nguyệt các đã không tha cho hắn sẽ chặt đứt tất cả các mối liên hệ với hắn lệnh hồ thu ở trong tay bệ hạ còn có một con đường sống hiểu nguyệt các dù sao cũng không thể ở nơi này của bệ hạ tùy ý làm loạn hiểu nguyệt các đã biết lệnh hồ thu lọt lướt hay chưa Bí mật bắt giữ, không thể xác định được là biết hay chưa, có điều kim sĩ truyền tin mà lệnh hồ thu nắm giữ đã rơi vào tay chúng ta. Người có ý nghĩ gì? Ý tưởng của lão nô là, tự thân hiểu nguyệt các tất nhiên sẽ có biện pháp đề phòng nguy hiểm, bây giờ tốn thời gian hành hạ những người khác kỳ thực cũng không quá cần thiết. Có một số chuyện có thể nhắm một mắt mở một mắt giả vờ như không biết, để dành đến lúc có ích, về phần đã bại lộ, thì nên cho dạy cho một chút bài học, để bọn họ biết được, nước tề không phải là nơi mà hiểu nguyệt các muốn làm gì thì làm lão nô cho rằng nên lập tức thả kim xí phái phi cầm đuổi theo tung tích phía trước không để bọn họ có thời gian phản ứng dùng thế xét đánh không kịp bưng tay một đường mò tới khẩn cấp triệu tập nhân thủ vây quét hạo vân đổ rũi ngón tay ra về viên thuốc màu đỏ ở trước mắt ngắm nghía hờ hững lên tiếng giết có thể giết bao nhiêu hay bấy nhiêu năm ngựa ở trên thảo nguyên vội vã một con kim xí từ trên trời hạ xuống trượt đuổi theo mấy người rong rồi. hứa lão lục vươn tay tiếp lấy kim xí hạ xuống lấy ra một phong mật thư xem, sau đó nhanh chóng chạy lên trên, đuổi theo quản phương nghi bẩm báo, đại tỷ, tin tức huynh đệ ngồi chờ truyền đến, ba người chủ tớ lệnh hồ thu có lẽ đã bị người của triều đình dẫn đi rồi. Quản phương nghi đột nhiên quay đầu nhìn Ngưu Hữu Đạo, người để người ngồi chờ là vì đợi tin tức này. chương 514, Ngọc Thương Tiên Sinh, Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn, hỏi một đằng trả lời một nẻo, truyền tin tức cho huynh đệ ngồi chờ, hai ngày sau bí mật thả ra tin tức. Cứ nói ta và lệnh hồ thu đều bị triều đình bí mật giam giữ rồi. Quản phương nghi hỏi, có ý gì? Nghiêu hiểu đạo trầm giọng nói, có những chuyện không cần mọi người đều hiểu rõ, đó không phải là chuyện tốt lành gì, muốn an toàn theo ta trở về quận Thanh Sơn, thì cứ y theo mà làm. Đây ngược lại nhắc nhở quản phương nghi, bà ta như có điều suy nghĩ, quay đầu nói với hữu lão lục, chiếu theo những gì hắn nói mà làm. Vâng, đại tỷ, hứa lão lục đáp lại, nhanh chóng ghim cương ngừng cưỡi ngựa, nhảy xuống sắp xếp thông tin cần truyền đạt, sau đó lại đuổi theo mà quản phương nghi thì lại dùng ánh mắt cổ quái đánh giá nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo thỉnh thoảng quan sát xung quanh một chút trong lúc vô ý đụng phải ánh mắt của bà ta ngạc nhiên nói làm gì mà nhìn ta như vậy quản phương nghi cảm khái lắc đầu nói ta bây giờ coi như đã hiểu rồi nghiêu hữu đạo hiểu cái gì quản phương nghi cuối cùng cũng hiểu ngươi giết chết sứ giả nước yến tại sao nước yến lại không làm gì ngươi ngươi nói xem ngươi trẻ tuổi như vậy đâu ra nhiều tâm tư quỷ quyệt đến như vậy một bộ rồi lại một bộ làm cho ông tơ của ta cũng dựng cả lên rồi ta thật sợ ngày nào đó bị ngươi bán rồi còn giúp ngươi đếm tiền ngươi như vậy là khen ta sao hay là đang mắng ta ngươi nói xem nơi tính tu của thượng thanh tông lăng hạo nhiên tính tu khi còn sống tên là đào hoa nguyên nơi đó có một có một cây hoa đào ngàn năm bốn mùa hoa nở không ngừng rực rỡ như dáng mây đẹp vô cùng ta ở lại đó năm năm biết rồi bị giam lỏng năm năm ngươi là muốn nói ngươi sở dĩ như vậy là không muốn bị người khác giam lỏng đúng không lấy cớ đầu óc sinh ra sai lệch chính là sai lệch ta từng ở đào hoa nguyên làm một bài thơ ách ngươi còn biết làm thơ đào hoa ổ lý đào hoa am đào hoa am lý đào hoa tiên đào hoa tiên nhân chủng đào thụ hữu trích đào hoa hoán tử tiền tử tỉnh chỉ tại hoa tiền tọa tử túy hoàn lai hoa hạ miên bán tỉnh bán túy nhật phục nhật hoa lạc hoa khai niên phục niên đãn nguyện lão tử hoa tử gian bất nguyện cúc cung sa mã tiền trích bài thơ đào hoa am ca trong thành hoa đào có am hoa đào, trong am hoa đào có tiên hoa đào, người tiên hoa đào trồng cây hoa đào, lại hái hoa đào thay cho tiền mua rượu, tỉnh rượu, thấy một mình ngồi trước hoa, say rồi lại nằm ngủ dưới hoa, nửa say nửa tỉnh ngày lại ngày, hoa dụng hoa nở năm này qua năm khác, thà chết già trong rượu và hoa, chứ không chịu quỵ lụy trước xe ngựa, trần bá và thẩm thu đi theo sau lưng hai người cũng nhìn chầm chầm hắn. Quản phương nghi cũng sửng sốt nhìn chầm chầm, chỉ cảm thấy bài thơ này vô cùng có cảm giác hình ảnh, không kỳ lòng được đi vào trong ý cảnh thành thơ kia. Quản phương nghi dường như hiểu được ý của hắn, đang dùng thơ để biểu đạt tình cảm, đang nói bản thân như lo lắng mạo hiểm không như mong muốn của bản thân. Bà ta trầm ngâm hỏi, bài thơ này có lẽ vẫn còn thiếu một nữa, đừng đọc một nửa, đọc hết một lượt. Hết rồi, như hữu đạo nhún nhún vai, người như người thật nhàm chán, quản phương nghi trợn trắng mắt, như hữu đạo lắc đầu thở dài nói, đã như thế rồi, thật sự hết rồi một đám người chỉ còn lại tiếng vó ngựa, trong lúc quản phương nghi trầm mặc lẩm bẩm tự nói, tử tỉnh chỉ tại hoa tiền tọa, tử túy hoàn lai hoa hạ miên. Bán tỉnh bán túy nhật phục nhật, hoa lạc hoa khai niên phục niên. Chợt lớn tiếng nói với nhiều hữu đạo, có cơ hội, ta nhất định phải đi đào hoa nguyên xem thử, người dẫn ta đi. Nhiêu hữu đạo cười, không có trả lời bà ta, trong miệng ngược lại ngâm sướng một giai điệu cổ quái, ngã bản thị ngọa long cương tán đạm đích nhân, bằng âm dương như phản trưởng bảo định càn khôn. 2 hai ca từ trong kinh kịch không thành kế, ta vốn là ngọa long cương tiêu giao tự tại, dựa vào âm dương như trở bàn tay bảo vệ vững chắc càn khôn. Trạng vạng tối, ở một nơi khác trên thảo nguyên lại là một phong cảnh khác. Một quan đạo đến từ một nơi xa xôi dẫn đến một nơi xa xôi khác, đi qua một dãy núi hiếm thấy trên thảo nguyên. Trên thảo nguyên tuy nói là khắp nơi đều có thể làm đường, nhưng một số quan đạo nối thẳng dù sao cũng là tận lực tu sửa qua, cũng bằng phẳng, tiện bề cho xe ngựa nhanh chóng qua lại, từ nơi này đến nơi khác cố gắng hết sức đi đường thẳng cũng có thể rút ngắn khoảng cách không nhạn bay thành hàng trên trời trên quan đạo trong dãy núi cũng có năm hán tử cưỡi tuấn mã phi âm âm vào thời điểm sắp chạy ra khỏi dãy núi một con kim xí sí từ trên không trung sơn lâm bay tới lao thẳng tới năm ngựa người cầm đầu vươn tay đón lấy nhưng khi mở ống che dưới chân kim xí sí xem lại phát hiện bên trong trống rỗng nhưng không có bất kỳ thư từ nào thời khắc người đó đang nhíu mày trái phải có người nghiêm nghị nói cẩn thận Người đó bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy vùng đất nhấp nhô ở sơn lâm phía trước, năm con phi cầm cỡ lớn siêu siêu lướt tới, thuận theo sơn lâm bay đến. 15 bóng người từ trên năm con phi cầm bắn tới, năm con phi cầm lật người phóng lên trời. Năm trên đệ tử Huyền binh tông lăng không một nắm gỡ bỏ áo choàng trên người, lộ ra một thân chiến giáp lóa mắt, lân phiến bên trên chiến giáp siêu siêu như thoi mãnh liệt bắn tới. Năm người trên chiến mã nhanh chóng bắn ra, đằng không bay lên. Hí hí hí, năm con chiến mã lao nhanh phát ra tiếng rên lật nghiêng người mặt đất bị lân phiến như mưa to gió lớn siêu 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 tàn phá bụi mù nổi lên bốn phía năm con chiến mã lật ngã trên mặt đất run rẩy toàn thân đều là máu đã bị đánh thành cái sàng lân phiến siêu siêu nổi lên lại phá tan mặt đất bắn xuống mặt đất lại từ mặt đất bắn lên bắn lên không trung tụ tập đan sen như năm con con ngân long đuổi theo hướng năm người đằng không bay lên năm ngọn lửa bay lên trời nổ tung hóa thành năm con hỏa điểu vô cánh sông về phía năm người trên không. Năm người chạy trốn bay bổng loạn kiếm điên cuồng chém, từng đường kiếm khí sắc bén bổ về phía bốn phương tám hướng ngăn cản địch. Hỏa điều sông đến đánh ra từng quả cầu lửa, như cuồng oanh loạn tạc, ánh lửa không chung bắn ra bốn phía. Mà những lân giáp sắc bén đếm không hết kia mới là chí mạng, từ các phương hướng khác nhau bắn đến, thêm vào lại có năm con hỏa điều tiến công, dưới sự luống cuốn tay chân, trên người năm trên chạy trốn bị xước qua từng đường máu bắn tung tóe một người vừa mới liều mạng sông ra trùng vây lân giáp bị bắn chết ý muốn xông vào sơn lâm lẩn trốn chỉ nghe một tiếng quát khẽ kiếm suốt như sơn lực phá thiên quân một đường kiếm cương hung hồn gần như có khuôn như thực xuất hiện như một cây cột to lớn oanh tới người đó hoảng hốt quay người tránh cũng không thể tránh hai tay giơ kiếm đỡ va chạm với kiếm cương hùng hồn ầm um, kinh phong bốn phía người đó bị đánh bay ngay tại chỗ ngửa mặt lên trời phun mạnh một ngụm máu tươi rơi đập xuống mặt đất co giật trên không trung một con kim xí chạy trốn bị một con ác điểu đuổi theo nắm một cái tóm gọn kim xí phát ra một tiếng rên rỉ giữa trời một trận ác chiến đột nhiên đến đến nhanh mà đi cũng nhanh năm con ác điểu lượn vòng giữa trời cũng nhao nhao vỗ cánh rơi xuống đất khi đang dọn dẹp hiện trường ở góc rẽ đầu đường trước mặt xuất hiện một đội nhân mã năm chiếc bốn ngựa đi song song kéo xe ngựa to hơn mấy chục người bảo vệ dừng ở đầu đường nhìn hiện trường sau khi đánh nhau mấy tên đệ tử tam phái tiến lên trước quát ai. Bên cạnh xe ngựa dẫn đầu, một người đầu tỏa kỵ, đến bên cạnh cửa sổ xe, nói với cửa sổ che bức màn, tiên sinh, là đệ tử đại khâu môn, huyền binh tông và thiên hỏa giáo. Trong xe có người không chút rung động nào ừm một tiếng. Người thông báo lập tức nhảy xuống ngựa, vươn tay vén mảnh vài cửa xe lên. Trong xe một nam tử trắng nõn ngồi ngay thăng, đứng dậy mấy bước, không người chui ra, lặng lặng đứng ở trên càng xe, ở trên cao nhìn xuống, bình tĩnh xem kỹ đệ tử tam phái ngăn cản ở trước mặt nam tử một thân bạch y nho nhã, dáng vẻ không nhiễm bụi trần, khóe mắt có vài nếp nhăn khắc sâu, ánh mắt bình tĩnh sâu xa, trong râu tóc sen lẫn một vài sợi bạc, dáng người cao gầy, dáng vẻ hiên ngang, phong thái ung dung đó vừa nhìn liền biết không phải là người bình thường. Nhìn thấy người này xuất hiện, trong đệ tử Tam Đại phái có vài người sửng sốt một chút, biết người này là ai, sau đó triệu tập đồng môn đến, đứng thành một hàng, cùng nhau chắp tay hành lễ nói, đệ tử Đại Khâu môn, Huyền Binh tông, Thiên Hỏa giáo, bái kiến Ngọc Thương tiên sinh chương 515, không tiếc bất cứ giá nào một. Từng người cung kính lễ độ, không dám có một chút dáng vẻ bất kính. Kỳ thực không cung kính cũng không được, đừng nói là bọn họ, cho dù là trưởng môn tam đại phái gặp người này cũng phải khách khí. Người này là Ngọc Thương Tiên Sinh, vốn là cao thủ xếp hàng thứ năm trên đan bảng, càng là bác học uyên thâm, cũng là binh pháp đại gia, các nước dường như đều là học trò của ông ta làm tướng. Ngay cả thượng tướng quân nước Tề Hô Diên vô hận cũng từng đến tận cửa lắng nghe chỉ điểm của ông ta. Khi tấn, vệ, tề ba nước đại chiến, người này từng ra mặt hòa giải cho ba nước, ở các nước rất có uy danh. Điều khiến vị ngọc thương tiên sinh này được người khác ca ngợi nhất chính là, nghĩa khí vô song, sau khi huynh đệ kết nghĩa bệnh qua đời để lại mẹ quá con côi, vẫn luôn là ông ở bên cạnh chiếu cố, nghi nói khi gặp đệ muội bên cạnh luôn có người để tránh hiểm nghi, khi trả lời đệ muội tuyệt đối không ngẩng đầu nhìn thẳng, khiến người khác tán thưởng. Đây là người có thể ở triều đình bàn chuyện thiên hạ với quân vương, có thể ở trong sơn giã luận đạo với trưởng môn các phái. Nghe nói hàng năm mang theo một đám đệ tử chu du các nước, đệ tử tam phái không ngờ đến sẽ đụng phải ông ta ở đây. Ngọc Thương Tiên sinh giơ tay lên một cái, ý tỏ không cần đa lễ, lại chỉ chỉ đống bừa bộn sau trận tranh đấu, hỏi các ngươi ở đây để làm gì. Một đệ tử đại khâu môn nói, phụng mệnh truy bắt tội phạm chạy trốn. Không biết Ngọc Thương Tiên sinh đây là muốn đi nơi nào. Ngọc Thương Tiên sinh nói, đang muốn ở lại Tây Kinh, không ngờ gặp các ngươi làm việc, nếu như quấy dày, chúng ta quay đầu đi đường vòng là được. Đệ tử đại khâu môn kia vội nói, không cần không cần, là chúng tôi quấy dày tiên sinh rồi, sự việc đã xong, tiên sinh cứ việc đi qua, không cần vòng đường xa. Sau đó kêu đồng bọn, đệ tử tam đại phái nhanh chóng hành động, đem chiến mã ngã té từ trên đường rời ra, những chỗ lồi lõm đánh vỡ ra trên mặt đường cũng nhanh chóng thi pháp san bằng. Đội ngũ năm chiếc xe ngựa lại lần nữa chuyển động đi về phía trước, đệ tử tam đại phái né tránh sang bên đường chắp tay đưa tiến. Màn che hai bên của xe ngựa dẫn đầu đều treo lên, Ngọc Thương Tiên Sinh ngồi ngay ngắn trong xe liếc mắt nhìn bên đường ngoài cửa sổ, ánh mắt khẽ lược xuống năm người trọng thương hơi tàn trên mặt đất, còn có lồng chim chứa kim xí tịch thu được trên tay đệ tử Tam phái, năm con phi cầm hình thể to lớn kia càng làm người khác chú ý. Hộ vệ trên ngựa bên trái phải đoàn xe cũng chỉ thản nhiên quét mắt, dường như không ai coi ra gì. Sau khi đệ tử Tam phái đưa mắt tiến đoàn xe đi xa, mới lần lượt thả tay xuống, nhịn không được bàn tán vài câu. Ngươi nói xem trong năm chiếc xe ngựa này có mẹ quá con côi kia không? Có lẽ là có, nghe nói Ngọc Thương Tiên sinh đi đến đâu cũng đều mang theo bên mình để chăm sóc. Những hộ vệ đi theo kia đề là đệ tử của Ngọc Thương Tiên sinh sao? Có một số thì phải, có một số ta cũng chưa gặp qua, nhìn tuổi tác không giống. Quan tâm chuyện này làm gì, mọi người nhanh nhẹn một chút, trước tiên xử lý xong mấy chuyện trong tay đã. Đội xe từ trong dãy núi chạy ra, lại xông vào thảo nguyên minh mông. Nắng chiều chiếu sáng một nhóm. Trong xe ngựa dẫn đầu, một tay ngọc thương tiên sinh vươn ra ngoài cửa sổ, năm ngón tay thon gọn đón gió, ở dưới ánh tà dương hiện lên kim quang lờ mờ, yêu mỹ, nhẹ nhàng gõ bê cửa sổ. Phía trên vùng đất rộng lớn, có thể cảm nhận rõ ràng được màn đêm đang bao phủ, đệ tử ba phái đang ở trên không trung điều khiển năm con chim vẫn tắm mình trong ánh sáng từ đường chân trời, còn ở phía dưới mặt đất có lẽ một nửa đã bị bóng tối bao phủ. Đằng trước có một con kim xí điểu đang bay, ở đằng xa kia năm con chim đang bay theo. Bên trên vùng đất sông lớn xuất hiện một con ngọa long to lớn, uốn lượn ở dãy núi. Phía dưới, ở một cảnh cửa lớn, đột nhiên có đệ tử phát ra báo động, đám người nhanh chóng nhìn xuống. Mấy bóng đen từ dãy núi ở dưới nhảy lên, càng ngày càng rõ ràng, bất ngờ năm con chim cỡ lớn vọt lên, trên mỗi con chim có ba người mặc y phục đen bịt mặt, tổng cộng là 15 người như thế. Người nào, có người bên trong đám đệ tử ba phái lạnh lùng lớn tiếng. Trách phía bên trên chỗ năm con chim vọt lên, đều có một người xoay tay xuất hiện ra một cây cung lớn, tất cả đưa tay ra sau rút ra ba mũi tên từ ống đựng tên đặt vào cây cung rồi nhanh chóng kéo cung. Dây cung đen xì như dây thường lớn cũng không biết làm từ cái gì, lập tức được kéo căng ra thì bắt đầu có chút sương mù xuất hiện xung quanh. Vút, 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 10 năm mũi tên đều bắn ra. Đệ tử của ba phái lớn đều tự mình thi triển pháp thuật, sẵn sàng phòng ngự, nhưng 10 năm mũi tên kia bắn đi lại giống như đá chìm đáy biển, gặp nước thì chìm xuống không thấy đâu. 10 năm mũi tên, từ mũi tên đầu tiên đều đột nhiên tiêu tan trong không khí. Từ mũi tên đến đuôi tên, cứ như vậy tự nhiên tiêu biến như một làn khói trắng mỏng. Đệ tử ba phái rất nhanh đã phản ứng lại, không phải là tan biến mà là tan giã, mỗi mũi tên đều hóa thành rất nhiều như mao châm. Mười năm mũi tên hóa thành một trận mưa châm bao phủ toàn bộ. Thiên cơ phá cương tiến, cẩn thận, trong nhóm đệ tử ba phái, có người hoảng sợ gào lên. Vô số như mau châm kia chỉ cần phóng ra tất cả huy lực, dựa vào sự nhỏ bé và sắc bén của châm, nó có thể đâm xuyên cương khí hộ thể, khó mà đề phòng được. Thiên cơ phá cương tiến dùng để đánh lén nên cực kỳ tàn độc, nhưng chế tạo lại không hề dễ chút nào. Một mũi thiên cơ phá cương tiến rất hiếm thấy, đệ tử ba phái nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà có người một lần bắn ra 10 năm mũi tên chỉ để đối phó bọn họ. Chờ đến khi nhìn thấy như mau châm ở trước mắt thì phòng ngự là cái gì, hơn nữa cũng chẳng còn kịp phản ứng lại nữa rồi một khoảng diện tích không gian lớn chìm trong trận mưa như mau châm. Đệ tử ba phái liều mạng vung vũ khí cũng không có cách nào ngăn chặn được. Hừ, a, à, có người, thân thể chúng trăm cái như mau châm, đau đớn kêu gào. Có người ở phía dưới sơ sẩy, hai mắt đều bị chúng chiêu, trên mặt cắm đầy châm nhỏ, hai mắt chảy máu, đau đớn kêu rên. Trong tiếng len keng, đệ tử huyền binh tông điều khiển lân giáp tạo thành tấm chắn phòng ngự xung quanh, mặt bên ngoài của tấm chắn bắn ra lấm tấm đốm lửa. Cho dù bảo vệ chỗ quan trọng, nhưng phản ứng có chút hấp tấp nên trên người ít nhiều gì cũng bị chúng như mau châm. Năm con chim giữa trời rít gào, ngay cả chính bản thân đệ tử ba phái cũng không phòng ngự được, tình huống của bọn nó lập tức có thể tưởng tượng ra được. Năm con chim vô cùng nhốn nháo, ở trên không trung bay loạn lên. Mười năm người của ba phái nhanh chóng phi lên, ngoại trừ vị bị mù mặt kia ngự khí phi hành trượt ngã xuống mặt đất ra thì những người còn lại đều cùng tấn công kẻ địch phía trước. Mặc dù thiên cơ phá cương tiến ác độc nhưng cũng có nhược điểm, Uy lực không đủ lớn. Bởi vì châm quá mức nhỏ bé, uy lực tổn thương có hạn, không giống như bị đao kiếm chém một nhát lập tức sẽ chết. Khi châm đâm vào thân thể bọn họ, ngay lập tức bị bọn họ thi pháp kiềm chế lại rồi đảo ngược thi pháp đẩy tên ra ngoài. Nhưng mà những người bịt mặt mai phục kích kia, sau lần bắn tên đó, lập tức điều khiển con chim rời khỏi đây, căn bản không tiếp tục công kích đệ tử ba phái nữa. Có độc, một đệ tử của Thiên Hỏa giáo sợ hãi, trên mặt hắn bị kim đâm cái châm nhỏ bé màu đỏ đã biến thành màu đen, chấm đen nhỏ trên mặt nhanh chóng lan rộng ra. Những người khác cũng đã nhận ra độc tính của Ngưu Mao châm, chỗ bị trúng châm có cảm giác tê liệt, cảm giác này nhanh chóng khuếch tán khắp cả cơ thể. Đây chính là muốn lấy mạng mà, làm sao còn có suy nghĩ truy sát những tên đó, có thể giữ được tính mạng cũng đã là quá tốt rồi, đệ tử ba phái nhanh chóng phi xuống mặt đất. Chương 516, không tiếc bất cứ giá nào 2. Đợi đến khi bọn họ xuống mặt đất, Ai cũng đi lảo đảo, loạn trò loạn choạng. Có nhiều người bị trúng nhiều châm nên ngay cả hạ xuống mặt đất cũng không làm được, nên rơi tự do, ngã xuống đất máu thịt be bét. Năm con chim mở cánh đáp xuống đất, bóng của mười năm người vút qua nhanh, chém từng đường kiếm khí sắc bén. Đệ tử ba phái, có người đầu bay, có người bị chém nứt đôi, có người bị chém nứt ngang, máu bắn tung tóe. Ngã xuống giống như ngả dạ, không hề chống đỡ được, từng người từng người ngã xuống trong vũng máu. Ầm um, từ trong tay người nào đó hạ xuống đất, lồng chim vỡ nát, mấy con kim xí điểu bên trong đều bị một đường kiếm khí sắc bén chém thành máy thịt be bé bét. Cũng có người trước khi chết đã mở lồng sau lưng, thả mấy con kim xí điểu bên trong ra. Mấy đường kiếm khí đuổi theo lên tận không trung giết kim xí điểu tạo thành một trận mưa máu, lồng vũ bay toán loạn. Ba phái lớn 10 năm đệ tử toàn bộ đều bị giết chết, không còn còn ai sống sót. Người theo bên cạnh đưa tin tới kim xí điểu cũng không có con nào chạy thoát được. Mười năm người bịt mặt nhanh chóng đứng ở một bên, tụ lại với nhau đều nhẹ gật đầu. Một người ngẩng đầu gào lên, trong màn đêm năm con chim bay lượn vòng quanh lập tức phi xuống mặt đất, bay thành một hàng, bay liệng áp sát mặt đất nhắm tới mười năm người này. Đến gần thời khắc, mười năm người tung người nhảy lên, chia đều vào các con chim. Năm con chim giống như gió quét qua mặt đất, vỗ cánh bay lên, chở mười năm người bịt mặt nhanh chóng biến mất trong màn đêm tối. Hừng đông, đại nội của Hoàng Cung, sáng sớm, Hạo Vân đồ rửa mặt thay long bào chuẩn bị vào chiều. Bộ tầm bước vào trong phòng, cho thái giám đang hầu hạ lui xuống, tự tay giúp Hạo Vân đồ chỉnh quần áo, đồng thời bẩm báo, ba phái lớn đã phái ra 10 năm người truy sát, đã mất liên lạc với toàn bộ đệ tử. Hạo Vân đồ nhìn ông ta, hôm qua không phải còn truyền đến tin tức là đã đắc thủ rồi đấy sao? Bộ tầm, lần kia truyền tin tức đó về, nói là đang tìm hiểu nguồn gốc, sau đó thì chẳng còn tin tức gì nữa. Đệ tử ba phái lớn liên thủ hành động, mỗi người cứ cách ba canh giờ sẽ truyền tin tức về một lần, nói cách khác, mỗi canh giờ chắc chắn sẽ có môn phái có thể nhận được tin tức, nhưng cho tới bây giờ không thể liên lạc được. Hạo Vân Đồ, xảy ra chuyện rồi sao? Bộ cầm 8, 9 phần là xảy ra chuyện, ba phái lớn đã phái người đi dọc theo con đường kia để kiểm tra. Hơn nữa ba phái lớn kia bắt được 5 người sống, đoàn đi trước áp tải 5 người kia cũng đã mất liên hệ, đoán không chừng cũng đã xảy ra chuyện, 5 người sống kia chỉ sợ cũng đã bị cướp đi rồi. Hạo Vân Đồ kéo căng đai lưng, hư lanh nói, hiểu nguyệt các. Quả nhân thật đúng là coi thường bọn họ rồi. Bộ tâm, ba phái lớn lần này sợ là có chút nổi nóng, Bạch Vân Gian ở con đường kia, có nên cung cấp cho bọn họ hay không? Hạo Vân Đồ hờ hững nhìn ông ta, cái kia cần thiết lắm sao? Cho bọn họ, quả nhân được lợi gì? Chỉ vì giúp bọn họ báo thù rửa hận, trên tay phải để lại con át chủ bài, không thể cái gì cũng đều tiết lộ cho bọn họ, bây giờ coi như ngươi cho bọn họ, Ngươi cho là bọn họ sẽ ghi nhớ ân tình này của ngươi, cho rằng ngươi rất tốt. Bọn họ sẽ chỉ cho rằng là phải như vậy. Bộ Tầm ơi bộ Tầm, ham muốn của con người sẽ không bao giờ thỏa mãn được, lúc cho không bọn họ, chúng ta sẽ gặp phiền lúc đó. Nắm trong tay cả một quốc gia lớn như thế, thế lực khắp nơi quấy nhiễu, cần phải cân bằng, người ta đều không có tư cách yêu ghét rõ ràng. Đứng ở vị trí này của chúng ta, không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Nếu như ba phái lớn làm việc quá phận, đến thời điểm thích hợp quả nhân sẽ kết bằng hữu với hiểu nguyệt các cũng không có gì không tốt. Còn nếu hiểu nguyệt các làm càn quá mức, trên tay quả nhân cũng phải có vật, khiến cho bọn họ hiểu rõ, quả nhân không phải là không động được vào bọn họ, mà là không thèm động vào các, để cho bọn họ biết chúng ta nắm giữ ít nhiều thứ, bọn họ mới sợ hãi. Bạch Vân Gian, nơi hẻo lánh yên lặng, hòn non bộ dịch chuyển, lộ ra thủy động dưới mặt đất, tô chiếu đi ra, lần nữa dịch hòn non bộ về vị trí ban đầu. Vừa trở lại cửa khuê phòng của mình, Tần Nguyên đã nhanh chân đi vào, đông ra, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Hai người cùng bước vào trong nhà, tôi chiếu đi đến bàn trang điểm rồi ngồi xuống, tháo búi tóc, bây giờ cô vẫn đang giả nam. Tần Nguyên đi tới bên cạnh rồi hỏi một câu, chuyện chiến mã vẫn thuận lợi chứ? Khá ổn, Tô Chiếu nhẹ gật đầu, hy vọng phần sau cũng thuận lợi. Tần Nguyên cũng chẳng có hứng thú lắm với việc này, nghe rằng nó thuận lợi thì không hỏi gì nữa, trầm giọng nói, phía trên truyền đến tin tức, nói lệnh Hồ Thu Chính là người của chúng ta rút châm cài tóc ra, mái tóc xóa ra, tô chiếu sửng sốt, nhìn mình trong gương, ánh mắt lấp lóe. Việc này nàng đã sớm biết rồi, thiệu bình ba đã sớm nhắc nhở nàng, chỉ là ban đầu còn nửa tin nửa ngờ, bây giờ suy nghĩ khí một chút phán đoán của thiệu bình ba, không thể không âm thầm cảm thán, thật đúng là bị ý đoán chúng, giữa người với người sao lại có sự khác biệt lớn như vậy. Mái tóc phát ở trên vai, tô chiếu kinh ngạc quay đầu lại nói, làm sao có thể. Chuyện giữa nàng và Thiệu Bình Ba sẽ để cho Tần Miên biết một ít thôi. Tần Nguyên, phía trên đã nói như vậy, tất nhiên sẽ không sai được đâu. Tô Chiếu nghi ngờ, phía trên để lệnh hồ thu ở bên cạnh Nghiêu Hữu Đạo là có ý gì. Tần Nguyên, việc này phía trên không nói, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc quan tâm tới chuyện này. Ý tứ của phía trên là lệnh hồ thu đã bị bại lộ, rất có thể sẽ rơi vào tay triều đình tề quốc. Vẻ mặt Tô Chiếu nghiêm túc một chút, bắt đầu khẩn trương, chẳng lẽ sẽ liên lụy đến chúng ta hay sao? Tần Nguyên xua tay, sẽ không liên lụy đâu, Lệnh Hồ Thu và chúng ta là hai đầu chiến tuyến, cho nên ngay từ đầu không nói cho chúng ta biết. Tô Chiếu lập tức hỏi, Nhiêu Hữu Đạo ở đâu? Nàng nghi ngờ rằng chuyện lệnh Hồ Thu bại lộ có liên quan đến Nhiêu Hữu Đạo, bởi vì Thiệu Bình Ba đã sớm nghi Nhiêu Hữu Đạo đã khám phá ra thân phận của lệnh Hồ Thu, nhưng chẳng qua chỉ là khi đó đang ẩn giấu suy nghĩ muốn đối phó Nhiêu Hữu Đạo, bên này đang cố ý giả vờ hồ đồ, cũng không để phía trên biết được. Bây giờ nàng có chút trột dạ, nếu thật sự là Nưu Hữu Đạo làm bại lộ thân phận của Lệnh Hồ Thu thì nàng chẳng khác gì đã phá hỏng chuyện của bên trên. Tần Nguyên, Nưu Hữu Đạo không thấy đâu. Không thấy, đi đâu? Không biết, nói là đi thôi. Ta nhận được tin tức từ phía trên thì lập tức phái người đi phù phương viên điều tra, ở đấy đã không còn ai, Nưu Hữu Đạo và quản phương nghi bọn họ đều không thấy đâu. Ngọc Phương phủ bên kia đã đi tìm người mua phù phương viên, nói là được Nưu Hữu Đạo và quản phương nghi nhờ giúp mà đây chính là phái trên nói cho chúng ta biết nguyên nhân của việc này. phía trên ý muốn lực lượng chúng ta lập tức hành động tìm kiếm tung tích của Ngưu Hữu Đạo và lệnh Hồ Thu. trước đó không biết Đông gia lúc nào mới trở về nên ta tự ý làm chủ đã hạ lệnh để người khu vực này bắt đầu tìm kiếm. ý phái trên là chỉ cần bọn còn trong địa bàn của chúng ta thì không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm được bọn họ. không tiếc bất cứ giá nào. Tô Chiếu hoảng hốt, Tần Miên khẽ gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc có một số việc nàng ta biết nhiều hơn tô chiếu ngụy trừ là giả chết lệnh hồ thu bại lộ thân phận hiểu nguyệt các nhất định như hữu đạo phải chết nếu không ngụy trừ không có cách nào có thể lộ diện được mà thật sự ngụy trừ có sự liên can rất lớn bây giờ tần nguyên mới biết chuyện ngụy trừ giả chết và chuyện của lệnh hồ thu có liên quan đến nhau trước đó phía trên vẫn không hề nói cho nàng ta hiện tại ngay cả nàng ta cũng không thể không âm thầm trách cứ phía trên hồ đồ ngụy trừ quan trong như vậy làm sao có thể dễ dàng cuốn vào trong chuyện này được chương 517, bất ngờ lớn. Một, thật tình nàng ta không biết, phía trên cũng không muốn làm như vậy, nhưng mà dùng hết thủ đoạn cũng vô dụng, nhiều hữu đạo chính là lẩn trốn có đầu rụt cổ không xuất hiện. Ở kinh thành này căn bản là không có cách nào ra tay với nghiêu hữu đạo được, thậm chí hồng tụ, hồng phất dùng sắc dụ cũng không được, cuối cùng bất đắc dĩ mới dùng ngụy trừ giả chết làm kế tạm thời. Vốn là muốn sau khi dụ nghiêu hữu đạo ra khỏi kinh thành để giải quyết, ngụy trừ sẽ lấy lý do may mắn tránh thoát được kiếp nạn nhặt được mạng về để xuất hiện, Đến lúc đó giải thích thế nào cũng được, dù sao người ngoài cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng ngay tại thời điểm này thân phận của Lệnh Hồ Thu bị bại lộ, cũng không kịp ngờ tới Triều Đình đột nhiên nhúng tay vào, chuyện xảy ra quá nhanh khiến người ta không kịp trở tay. Ở bề ngoài xem ra, khả năng rất lớn là Ngưu Hữu đạo dở trò, nếu thật sự là như thế, Lệnh Hồ Thu đã tặng thủ cấp của Ngụy Trừ cho Ngưu Hữu đạo rồi, sau này Ngụy Trừ còn có thể sống sót sao? Nếu như muốn sống lại, chẳng phải sẽ chỉ rõ rằng lệnh hồ thu và ngụy trừ là chung một phe thông đồng với nhau sao chỉ sợ muốn nghiêu hữu đạo không nghi ngờ thân phận của ngụy trừ là điều không thể nào chuyện ấm ý thành như thế này việc lui một bước mà nói lệnh hồ thu rơi vào tay triều đình không đáng sợ bởi vì lệnh hồ thu cũng không biết tình hình chi tiết của ngụy trừ cũng không biết là ngụy trừ giả chết không uy hiếp được ngụy trừ nhưng lại uy hiếp được nghiêu hữu đạo chỉ cần nghiêu hữu đạo còn sống một ngày ngụy trừ không có cách nào có thể sống lại Thử hỏi Hiểu Nguyệt Các làm sao có thể tha cho Nghiêu Hữu Đạo đây? Lúc này không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết được hắn. Nghiêu Hữu Đạo cũng không biết phía sau chuyện này còn có những bí mật được che giấu phức tạp như vậy. Tại sao? Tô Chiếu hỏi một câu, Tần Nguyên lắc đầu, đông ra, người cũng biết quy củ mà, cái gì nên nói, phía trên tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết, nếu không nói cho chúng ta thì chúng ta cũng không cần phải hỏi đến. Trong tay Tô Chiếu cầm lược chải mái tóc dài, im lặng trước kia là phía trên bắt nàng không được phéo động vào nghiêu hữu đạo, bây giờ thì ngược lại biến thành phía trên vội vàng bắt hành động, cũng không biết rốt cuộc bên trong ẩn giấu chuyện gì. Biển rộng mênh mông, trăng sao lóng lánh, giữa trời đất giống như một không gian kỳ ảo. Ba chiếc thuyền lớn duy trì khoảng cách 2 đến 30 trượng đang đi rẽ sóng dưới bầu trời đầy sao. Bên trong khoang thuyền, treo một ngọn đèn đang lung lay, còn có một chiếc lồng chim đang lay động. Một nam tử áo đen, sắc mặt trắng bệch, chắp tay đứng trước lồng chim, nhìn chăm chú mấy con kim xí điểu bên trong lồng, dường như những con kim xí điểu này không quen sự lay động trên biển này. Một bên, có một cái bàn thấp bị lật đổ, thịt rượu văng đầy mặt sàn, có một hán tử không mặc ngoại bào chỉ mặc áo trong đang quỳ dạp trên mặt đất thở hổn hển, thỉnh thoảng lắc đầu, dường như muốn cho bản thân mình thanh tỉnh lại. Cuối cùng hán tử kia cũng ngẩng đầu lên, nhìn nam tử áo đen kia, cố sức nói, lục ly quân, người muốn làm gì? Nam tử áo đen quay đầu nhìn, bước đến, nhấc chân, dẫm lên lưng hán tử, rất dễ dàng đã dẫm hán tử nằm bẹp xuống. Xoạt, cửa khoang mở ra, hai tên quỷ tu đi vào, một người gật đầu nói, tam gia, phía trước có tin tức, đội tàu từ trên xuống dưới, người đại vương Tây Viện đều khống chế được, rất thuận lợi, người chúng ta không có bất kỳ thương vong nào. Cũng có thể là thuận lợi, nam tử áo đen nhìn chằm chằm người quỷ dưới mặt đất hờ hững nói một câu. Việc này vì giữ bí mật, một mặt không dám dùng nhiều nhân thủ, sợ không đáng tin sẽ để lộ tin tức, trên cơ bản ba con thuyền thì mỗi con chỉ phái một tu sĩ trông coi, sử dụng nhiều nhân thủ nhất vẫn là hãm âm sơn. Hơn nữa đối phương lại không hề đề phòng bọn họ, bên này dễ dàng có thể khống chế đội tàu. Truyền lệnh xuống, tất cả thuyền quay đầu, theo đường cũ trở về điểm xuất phát. Nam tử áo đen ra mệnh lệnh, đồng thời cũng đạp người quỳ dưới chân một cước văng ra, bước nhanh ra khỏi phòng trọ, đến khoang thuyền, đứng một mình trên mũi tàu đón gió và tắm mình trong ánh trăng. Đội tàu của ba chiếc thuyền bắt đầu điều chỉnh cánh buồm, ở trên biển rông minh mông chuyển hướng đi. Sau khi xác nhận đã bắt đầu trở về, nam tử áo đen nghiêng đầu nói, thuyền bên cạnh, hướng phía đất liền, treo đèn lồng lên. Rõ, quỷ tu đi theo bên cạnh lập tức lui xuống thực hiện mệnh lệnh. Trong chốc lát, đèn lồng dưới mái hiên của buồng nhỏ trên tàu đồng loạt được thắp sáng. Tên quỷ tu kia quay lại, xong rồi, tam gia. Tam gia, chúng ta đi tới đi lui, rốt cuộc là đang làm gì vậy? Hiện tại chúng ta đang khống chế người của Đại Vương Tây Việt, có thể xảy ra chuyện gì hay không. Nam tử áo đen nói, đại đương ra sai chúng ta làm như vậy, tất nhiên là có lý do của ngài, cứ nghe theo là được. Tam gia, người nhìn, đột nhiên quỷ tu kia giơ tay chỉ một hướng trên biển, lập tức thấy phía xa có ba đốm sáng. Nam tử áo đen xoay người đi đến mạn thuyền nhìn ra phía xa đó, chợt nhiên đầu nói tắt hết đèn lồng đi. Rất nhanh, hàng đèn lồng dưới mái hiên buồng lái đã dập tắt. Ngay sau đó, ba đốm sáng phía xa kia cũng tắt theo. Tam gia, có người tới gần, quỷ tu ở bên cạnh khẩn trương nhắc nhở. Không cần hoảng, là người của ta. Nam tử áo đen hờ hững nói. Chỉ chốc lát sau, một nhóm bóng người bay đến, phần lớn là đứng ở phía xa trên mặt biển. Chỉ có mười mấy người phi xuống, hắc mẫu đơn và đám người công tôn bố đứng ở đầu thuyền. Vị nào là lục ly quân? Hắc mẫu đơn lên tiếng hỏi. Là ta, nam tử áo đen đáp lời rồi hỏi, người chính là hắc mẫu đơn. Hắc mẫu đơn chắp tay kính chào, hỏi tình hình thế nào? Lục ly quân, rất thuận lợi, tất cả đều bị khống chế, không có ai chạy thoát để lọt tin tức. Hắc mẫu đơn hỏi, hàng không có việc gì chứ? Lục ly quân giơ tay ra hiệu, dẫn một đám người vào buồng nhỏ trên thuyền, theo từng bậc thang dẫn đến đáy khoang thuyền. Dưới khoang thuyền ánh đèn lờ mờ, bên trong tràn ngập mùi của súc vật bị nhốt ở đây. Dưới ánh đèn lay động, bên trong từng gian hàng rào gỗ, từng con tuấn mã bị ngăn cách nhau, thỉnh thoảng truyền đến tiếng ngựa hí. Ngựa không ăn thêm cỏ vào buổi tối thì ngựa không thể nào mập được, có người chăm ngựa đi theo thuyền đang lấy cỏ khô chia cho mỗi con ngựa, còn có người đang dọn dẹp phân và nước tiểu. Trưởng lão ô thiếu hoan của Lưu Tiên Tông bước chạy vào lối đi nhỏ giữa hai bên hàng rào, nhìn trái nhìn phải, còn thỉnh thoảng duỗi tay vuốt ve một con ngựa, sau khi thật sự xác nhận đây không phải là ảo giác, ông ta quay lại cười ha ha, vung vẩy tay cụt rồi trở về, kinh ngạc vô cùng, nói, ngựa, đều là tuấn mã thượng hạng đó. Người ba phái cũng đều dối rít đi vào bên trong nhìn một chút, ai cùng đều kinh ngạc và vui mừng, bất ngờ vô cùng. Thật sự là nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ, trong khoảng thời gian này, thật sự là bọn họ nhịn gần chết rồi. Dưới yêu cầu của Ngưu Hữu Đạo, lén lén lút lút chạy trước, lại ở một chỗ lặng lẽ ẩn núp một hồi lâu. Bọn họ là phụng mệnh của sư môn đến để xử lý việc chiến mã, kết quả là cũng không dám gặp người, cả ngày ăn uống ngủ nghỉ, thậm chí ngay cả khi liên hệ với bên ngoài cũng bị kiểm soát chặt chẽ, nếu không phải như hữu đạo có thể trấn áp được người của ba phái, hắc mẫu đơn bọn họ đã sớm không khống chế nổi những người này. Lần này, đột nhiên khởi hành, bọn họ cũng không biết tới đây để làm gì, mãi đến giờ phút này, mới hiểu được, như hữu đạo đã chuẩn bị xong chiến mã rồi. Chẳng những chiến mã đã chuẩn bị xong, trước mắt rất rõ ràng, vẫn chuyển và các loại bán phân phối cũng đều chuẩn bị ổn thỏa. Chuyện này ba phái ở Tề quốc bận rộn gần một năm cũng không gặp được, bây giờ dường như toàn bộ đã thỏa đáng. Làm sao có thể không kinh ngạc và vui mừng? Mà dường như bọn họ chẳng phải làm chuyện gì cả, cũng không phải trải qua bất kỳ nguy hiểm nào. Chương 518, bất ngờ lớn. Hai, Hắc Mẫu Đơn và Công Tôn Bố cùng đi vào kiểm tra, gặp mặt cùng một chỗ, đều nhìn nhau cười một tiếng. Trong lòng hai người có nhiều hơn là sự sợ hãi và thán phục, ban đầu còn tưởng rằng việc này sẽ tạo ra một mối nguy hiểm cực kỳ lớn, xảy ra một trận đánh người chết ta sống, chém giết nhau sợ là không tránh được, ai mà ngờ chẳng những là chiến mã ngay cả thuyền và đội tàu mang vận đều được giải quyết hết rồi không phải hao tổn một binh một tốt nào cả dựa vào tin tức thẩm thu truyền đến người của đạo gia vẫn đang kẹt lại ở kinh thành bề ngoài cũng không có hành động gì mỗi ngày đều cùng hồng nương kia liếc mắt đưa tình sống phóng túng với nhau thật sự là không có cách nào tưởng tượng nổi không biết ở ngầm bên trong đạo gia làm như thế nào đây mới chân chính là bầy mưu nghĩ kế chiến thắng ở ngàn giảm người không có tài thì đi bằng chân gãy người có tài thì hạ bút thành văn Công tôn bố vừa vuốt bầm con ngựa, vừa nhẹ cảm thán một tiếng. Lúc này hắn ta thật sự tâm phục khẩu phục như hữu đạo, nhiều hơn nữa là cảm thấy ngũ lương sơn dùng đúng người, hắn ta bắt đầu thấy được viễn cảnh, ngũ lương sơn sẽ trở nên hưng thịnh khi ở tổng tay hắn. Quay trở lại chỗ lục ly quân, hắc mẫu đơn hỏi tổng cộng có bao nhiêu con. Lục ly quân, thuyền chứa ngựa có 300 chiếc, mỗi thuyền 100 con, có 200 thuyền tiếp viện. Nói cách khác, tổng cộng có 30.000 con chiến mã, bình quận vương viễn siêu dung muốn người ngàn con. Trưởng lão ba phái nhìn nhau cười một tiếng, vẻ mặt mừng rỡ khó mà che giấu, ô thiếu hoan càng cười to hơn, nói, đạo gia không hổ là đạo gia, ô mỗ tâm phục khẩu phục, phục sát đất. Rốt cuộc ông ta cũng đã thay đổi cách xưng hô, hai vị khác cũng đều cười gật đầu, không nghĩ tới nhiều hiểu đạo lặng lẽ không tiếng động tạo ra một bất ngờ lớn như thế đối với bọn họ. Bọn họ thân là trưởng lão ba phái, tất nhiên biết điều này có ý nghĩa là gì, chỉ cần đưa nhóm chiến mã này trở về, Thiên Ngọc Môn không có lý do gì để không chia chén rượu lợi ích cho bọn họ, điều này có nghĩa là còn đường tiền tài sau này của ba phái sẽ được dài lâu. Một năm trước ba phái chạy tới giày vò, chết nhiều người như vậy còn chẳng làm nên trò chống gì, kết quả là nghiêu hữu đạo vừa đến, đệ tử ba phái không phải tốn một người nào, dưới trạng thái nghỉ ngơi, chuyện bất chi bất giác hoàn thành, làm sao có thể không khiến bọn họ bội phục đây. Ngựa còn chưa trở về đối với hắc mẫu đơn mà nói, bây giờ vẫn chưa phải là lúc để vui mừng, nàng không biết chắc nghiêu hữu đạo có kiểm soát không lần nữa hỏi lục ly quân những người kia liên lạc với bên ngoài bằng hình thức nào vậy các ngươi đều nắm giữ hết sao lục ly quân một ngày liên hệ hai lần khắc mẫu đơn mật ngữ liên hệ các ngươi nắm giữ sao lục ly quân không chuyện liên hệ đó trước kia không phải là do chúng ta quản nhưng nhiều người như vậy tất cả đều nằm trong tay chúng ta nghĩ một chút phương pháp chắc chắn sẽ có người mở miệng được rồi công tôn huynh việc này làm phiền huynh và lục huynh phối hợp hắc mẫu đơn quay lại nói với công tôn bố được công tôn bố gật đầu đáp ứng ô thiếu hoan nói với hai vị trưởng lão kia tin vui này chúng ta mau chóng gửi tin về sư môn thôi cũng là để cho sư môn yên lòng đúng vậy hai vị khác cười đồng ý không được hắc mẫu đơn nghe được liền cự tuyệt ngay bỗng nhiên quay lại nói trước khi mọi chuyện đạt được mục đích tất cả liên hệ bên ngoài kim xí đều nhất định phải được kiểm soát chặt chẽ bất kỳ ai cũng không được tự mình truyền đi bất kỳ tin tức gì ô thiếu hoan nhíu mày hắc mẫu đơn người đây chính là không tin tưởng bọn ta sao? Chẳng lẽ chúng ta nói cho ba phái tông môn biết, họ sẽ để lộ bí mật này ra ngoài hay sao? Đây chẳng phải chính là tự bê đá đập chân mình hay sao? Chúng ta cũng đã lâu rồi không liên hệ với tông môn. Hắc mẫu đơn trầm giọng nói, đây chính là ý của đạo gia, đạo gia nói, chỉ cần hắn chưa cho phép, bất kỳ ai cũng không được liên lạc với bên ngoài, người chống lại lệnh và để lộ bí mật, giết không tha. Thứ uy tín này, là do ảnh hưởng từ chuyện cụ thể mà ra trước mắt nhìn thấy chiến mã chính là một ví dụ thấy hắc mẫu đơn nhắc đến nghiêu hữu đạo ba vị trưởng lão nhìn nhau cũng không nói gì nữa ba phái bọn họ cũng phải nghe theo sự điều khiển của nghiêu hữu đạo nhưng nói đi cũng phải nói lại dựa vào sức ảnh hưởng của nghiêu hữu đạo tới ba phái bọn họ tốt nhất là không nên phản đối nhưng nữ nhân hắc mẫu đơn này bọn họ vẫn không thèm để vào mắt cho hắc mẫu đơn mặt mũi cũng chỉ là vì nể nghiêu hữu đạo mà thôi xuất thân của hắc mẫu đơn bọn họ cũng không rõ lắm, là một đứa ăn mày tán tua ở thành trích tinh mà thôi, nếu không phải theo nghiêu hữu đạo, ngay cả tư cách đứng trước mặt bọn họ cũng không có, như vậy là không hề để mặt mũi cho bọn họ trước mặt mọi người mà uy hiếp trắng trợn, ít nhiều cũng khiến trong lòng người của ba phái có chút khó chịu. Giết không tha, người có thể giết ai? Hắc mẫu đơn, nếu thật sự là mệnh lệnh của nghiêu hữu đạo, chúng ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng mà chúng ta cắt đứt tin tức với thế giới bên ngoài, cũng chỉ là lời ngươi nói, có thật sự là lời của Ngưu Hữu Đạo nói hay không, chúng ta cũng không biết, người tốt nhất đừng có nói bừa bãi. Ô Thiếu Hoan cảnh cáo một câu, biết đối phương không có khả năng dở trò, nhưng ở trước mặt đệ tử trong môn, cũng là muốn lấy lại một chút mặt mũi. Công Tôn Bố vội nói, ô trưởng lão, tin tức này được truyền lại lúc đó ta có ở đấy, ta có thể chứng minh đó thật sự là ý của đạo gia. Hắc mẫu đơn có chút bốc hỏa, nhưng vẫn khách khí nói, chu vị chỉ nhìn thấy chiến mã trước mắt, nhưng lại không biết ra ở bên ngoài bỏ ra rất nhiều tâm huyết, muốn mang chiến mã tử tế quốc ra ngoài, đâu có dễ dàng như thế, nói không chừng đạo gia phải trải qua nguy hiểm gì cũng nên, chủ là chúng ta không biết mà thôi, đạo gia dặn dò như vậy tất nhiên là cũng có nguyên do của nó. Chuyện đến mức độ này, mọi người ai cũng không muốn lại phải chứng kiến chuyện bất chắc nảy sinh, ta cũng tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy tâm huyết của đạo gia thất bại trong gang tắc. Nếu như ta nói có gì đó không phải, cũng xin chư vị thứ lỗi, trước chúng ta cứ làm theo lời của đạo gia mang tuấn mã về đã mọi người có ý kiến gì với ta sau khi trở về ta sẽ nhận lỗi với chư vị bây giờ mong chư vị cùng cố gắng phối hợp nàng nhượng bộ mấy người ô thiếu hoan cũng nhượng bộ không nói gì nữa sau đó đệ tử ba phái nhanh chóng tiến hành điều phối tới đây không chỉ có những người trước mắt này nhân thủ của ba phái ở tề quốc trên cơ bản đều tập hợp lại mấy trăm người phần lớn đều đang ở trên biển chờ lấy hàng ba thuyền của lục ly quân vốn là đi ở sau sau khi đổi hướng, lại trở thành thuyền sung phong, đệ tử ba phái vung tay điều phối đội tàu phía sau. Một cái cống ngầm, Nghiêu Hiếu Đạo trực tiếp nhảy qua, sau khi hạ xuống lại là một con đường để tiếp tục đi về phía trước, bốn người cưỡi ngựa đằng sau cũng đi theo như thế. Đi đường bất kể ngày đêm, từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lên cao, năm người sau khi dịch dung thì một đường phi nhanh không ngừng trên thảo nguyên. Ngoại trừ lúc đến nơi đổi ngựa, hoặc khi thoảng dừng chân ăn uống, năm người không ngừng cưỡi tuấn mã phi nước đại, một đường long đong vất vả. Nghiêu hữu đạo rất rõ rằng chỉ cần người còn ở đất Tây Quốc, nguy hiểm vẫn còn tồn tại, mà chỉ cần ra được biển rộng minh mông thì muốn tìm được hắn không còn là chuyện dễ dàng như vậy. Cho dù tìm được, trong lòng hắn tự biết rõ mình tu luyện công pháp, chỉ cần ở trong nước, khi hắn gặp phải nguy hiểm thì tỷ lệ thoát hiểm cũng tương đối lớn, muốn giết hắn cũng không dễ dàng đâu, chắc siêu chết, sau này có lẽ hắn cũng hiểu ra nguyên nhân của nó. Chương 519, mệnh định sẵn sẽ làm vương. Bởi vậy, trên đường đi không thể ngừng, hắn phải nhanh chóng cùng tụ hội trên biển với đội tàu. Bẩn quá đi, tìm chỗ nào để lão nương tắm một cái. Quản phương nghi có thói quen sạch sẽ thỉnh thoảng sẽ thốt ra hai câu oán trách, như hữu đạo lại không có thời gian để ý, khăng khăng mau chóng lên đường. Chuyến này, năm người dường như đi hết hơn nửa chiều ngang lãnh thổ của Tề Quốc, đường dài đằng đắng. Bạch phân, tiếng đàn quanh quẩn giữa đình đài lầu các bóng dương dừng lại, tô chiếu ngồi gảy đàn ngẩng đầu, kinh ngạc nói, như hữu đạo không bị triều đình bắt lại ư. Tần Nguyên gật đầu, bên ngoài xác thực là có chuyện như thế này. Nói hắn, lệnh Hồ Thu và người của phù phương viện đồng thời bị người của triều đình bí mật bắt được. Tô Chiếu đứng lên hỏi có khả năng này sao? Tần Nguyên không thể loại trừ khả năng này, dù sao hai người đều mất tích trong cùng một khoảng thời gian. Hơn nữa chính là phía trên phân tích trước đó khả năng Nhiu hữu Đạo biết thân phận của lệnh Hồ Thu là không lớn. Nếu không thì khi biết sự tồn tại nguy hiểm này, không có khả năng hắn sẽ để lệnh Hồ Thu bên cạnh mình lâu như vậy mà người biết thân phận của Lệnh Hồ Thu trong tổ chức chỉ đếm trên đầu ngón tay, không có khả năng tiết lộ bí mật được, cho tới nay Lệnh Hồ Thu ở bên cạnh hắn cũng không làm chuyện gì có thể tiết lộ thân phận cả. Sau khi biết được tin tức này, phía trên hoàn toàn có lý do để tin tưởng, quả thực có thể là không biết từ nguyên nhân gì mà triều đình bắt hai người lại. Nghe thấy lời ấy, Tô Chiếu âm thầm kêu khổ, Thiệu Bình Ba đã sớm đoán được thân phận của Lệnh Hồ Thu, Thiệu Bình Ba cũng đã sớm suy đoán Nghiu Hữu Đạo rất có thể đã biết thân phận của Lệnh Hồ Thu bên này cho rằng Ngưu Hữu Đạo không có khả năng để mối nguy hiểm tồn tại bên cạnh mình, nhưng hết lần này đến lần khác Ngưu Hữu Đạo đều làm như vậy. Nhưng mà nàng không có cách nào nói ra chân tướng, nếu không phía trên thế nào cũng truy cứu trách nhiệm, sớm biết vậy mà sao không nói. Hiện tại nàng cũng không chuyện của lệnh hồ thu đã liên lụy tới nhiều chuyện lớn, thực sự là có nỗi khổ khó nói. Bây giờ, nàng có chút hối hận, hối hận không kịp trao đổi tin tức với Thiệu Bình Ba, không nên giấu giếm Thiệu Bình Ba làm càn, cái gì gọi là phía trên phân tích. Giờ nàng mới chính thức mở hồ ý thức được, có thể cùng như hữu đạo phân cao thấp, chắc chỉ có mình thiệu bình ba mà thôi, nếu như thiệu bình ba kịp thời nắm chắc được tình hình, như hữu đạo chỉ sợ là không thể dễ dàng đùa bỡn mọi người trong lòng bàn tay hắn được. Phía trên có ý gì? Tô Chiếu hỏi một câu, Tần Nguyên, ý phía trên là bảo chúng ta lập tức tập trung tai mắt ở Kinh Thành, thăm dò xem có địa điểm giam giữ không, sau đó sẽ tùy thời hành động. Tô Chiếu, phần lớn nhân thủ, đều phái ra để đi tìm tung tích của Ngưu Hữu Đạo, Tần Nguyên, kinh thành bên này, có thể thăm dò địa điểm giam giữ người, những tên chỉ thuần túy là chém chém giết giết cũng không có đất dụng võ, người cho những liên quan và có quan hệ chính thức với người rút về là được, như vậy cũng không cần phải rút về hết, cũng coi như là chuẩn bị đôi đường. Bây giờ, gần như Tô Chiếu có thể khẳng định là Ngưu Hữu Đạo đang dở cho quỷ, hơn nữa 89 phần là biết hiểu Nguyệt Các đang muốn đối phó hắn, không khỏi thầm mắng Ngưu Tạc âm hiểm, đây rõ ràng chính là nghĩ cách kiềm chế lực lượng truy sát của Hiểu Nguyệt Các, tối thiểu cũng là muốn phân tán tinh lực của hiểu nguyệt các, vì thoát thân nên tạo ra chút cơ hội cho mình. Nàng lập tức tìm lý do ngăn cản, ngộ nhớ nghiêu hữu đạo thật sự rời đi, những người kia có thể sử dụng các mối quan hệ chính thức, càng dễ tìm hướng đi của nghiêu hữu đạo hơn, nếu không thì mù quáng tìm kiếm khắp nơi, ở đây thảo nguyên minh mông có gì khác mò kim đáy biển không? Hơn nữa, đến lúc này đi đi lại lại thích hợp sao? Tần Nguyên, Đông Gia, người đang chất vấn quyết định của phía trên sao? sự lo lắng của ngươi chẳng lẽ người phía trên không hiểu sao cứ cho là hắn chạy đi thì đã sao hắn có thể chạy đi đâu trừ khi hắn cả đời không lộ diện trở về thanh sơn quận thì như thế nào phía trên muốn động đến hắn thiên ngọc môn bảo vệ được hắn sao tô chiếu im lặng nội viện đậu hủ quán đang chia tiền hô diên ra mang sổ sách tới đang cho người kiểm tra đối chiếu sổ sách hô diên uy cũng không tránh được phải tới nhưng hắn ta đối với những thứ này không hề có hứng thú dù sao cũng không có phần của hắn ta, hắn ta tin chắc rằng trong nhà cũng chẳng có phần nào của mình. Viên cương đối với thứ này cũng không có hứng thú gì, ngồi ở một bên nhìn, Hồ Diên Uy ngồi bên cạnh hắn ta miệng nói không ngừng, đều là nói những chuyện viên cương không có hứng thú. Nói tới nói lui, Hồ Diên Uy lại chuyển chủ đề về nghiêu hữu đạo, nói cái gì là mình không phải là người không giữ lời, bản thân đã đã ứng dẫn nghiêu hữu đạo đi Bạch Vân Gian chơi, ai ngờ nghiêu hữu đạo lại phải đi nên hứa hẹn này chỉ có thể tạm thời nợ sau đó lại sụt xịt nói cái gì nghiêu hữu đạo cũng mang theo hồng nương đi theo nói cái gì trong kinh thành có rất nhiều người cảm khái đóa hoa hồng nương kia cuối cùng cũng có người hái được hồ diên uy lại khoe khoang nói mình vẫn có mắt nhìn hắn ta nhìn người quả nhiên không sai được nếu không sao có thể bắt cóc được hồng nương các kiểu con đà điều viên cương vẫn im lặng hắn ta so biết nhiều hơn hồ diên uy một chút nghiêu hữu đạo trước khi đi đã để lại tin tức cho người bán đậu hũ đầu đường báo cho hắn ta xem như là cáo biệt cũng coi như để phòng ngộ nhớ ra, sợ hắn ta nghe được tin tức sai mà làm càn, cố ý nhắc nhở hắn ta, nếu như nghe được tin tức nghiêu hữu đạo hắn bị thì đừng coi đó là thật. Cho đến khi bên này coi như xong việc, Hồ Diên Uy lên tiếng chào hỏi rồi đi, viên cương vẫn ngồi ở phiến đá dưới mái hiên vẫn chưa hoàn hồn. Đạo gia thật sự rời khỏi tề kinh rồi, hắn ta biết lần này đạo gia rời đi là có ý gì, là người của hai thế giới, huynh đệ nhiều năm như vậy, lần này cuối cùng hai huynh đệ cũng mỗi người đi một ngả là hắn chủ động yêu cầu tách ra, bởi vì câu kia khiến hắn đi vào phía sau bức màn. Hắn ta hiểu được, đạo gia là người lý trí, đạo gia nói như vậy cũng không có gì sai, cũng là vì tốt cho hắn ta, nhưng trong lòng hắn ta lại không nói ra được là cảm giác gì. Rời khỏi đậu hủ quán, đứng ở ven hồ, trong lòng vẫn không yên. Một chiếc thuyền nhỏ lướt qua trước mặt, viên cương chợt giơ tay vẫy, nhà đò. Thuyền cập bờ, hắn ta lên thuyền, ném một đồng bạc cho người chèo thuyền, thuyền chở hắn ta từ từ lắc lưu rời đi. Lúc đến nơi đã là gần tối, hắn ta đi cửa sau vào bạch vân gian. Thuyền rời đi không bao lâu thì tô chiếu tới. Nghe nói viên cương đột nhiên chủ động đến đây tìm nàng, nàng có chút bất ngờ, tự mình ra đón. Tần Nguyên không xuất hiện, vì giờ này chính là lúc Bạch Vân Gian đang đông khách, Tần Nguyên cần phải chào hỏi một ít khách quý. Ngọn gió nào đưa An Huynh tới đây vậy? Mời vào trong, tô chiếu nâng tay áo mời vào. Viên cương bước vào cửa nhưng vẫn chưa nói câu nào, giống như là tới nhà mình, tự mình đi vào, đường đi ở đây hắn ta vẫn còn nhớ rõ. Tô Chiếu bước theo nhanh ở phía sau, không biết hắn ta muốn làm gì. Điều khiến Tô Chiếu không hiểu là viên cương cư nhiên lại đi thẳng tới khuê phòng của nàng, cũng chẳng cần nàng mở miệng đồng ý, lập tức đẩy cửa bước vào. Dùng bữa tối trưa, để ta sai người chuẩn bị cho ngươi một chút rượu và đồ ăn. Quan sát ánh mắt của hắn ta, Tô Chiếu thử hỏi một tiếng. Viên cương im lặng đứng ở kia không hề lên tiếng. Tô Chiếu lại thử hỏi, người có tâm sự có phải là xảy ra chuyện gì hay không? Có chuyện gì cứ nói ra, xem ta có thể giúp được ngươi không, nếu có thể giúp được ta nhất định sẽ giúp. Cũng không đúng nha, sau lưng người có hô diên ra, ở cái kinh thành này, ai dám không nể mặt mũi hô diên ra chứ? chương 520, là ta tự nguyện một. Còn chưa dứt lời, nàng sửng sốt, cúi đầu nhìn tay mình, viên cương ở bên cạnh đột nhiên giơ tay ra nắm tay của nàng. Nàng còn chưa ngẩng đầu, viên cương chợt dùng sức kéo một cái, đã ôm cả người nàng vào trong ngực hắn ta an lão bản tô chiếu ngẩng đầu viên cương cúi đầu hôn vào đôi môi của nàng hai mắt tô chiếu trợn lên khiếp sợ đôi tay cường tráng của nam nhân này có lực thật lớn trong đầu còn đang do dự có nên để luộc tu vi mà phản kháng lại hắn ta không